Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1081, địa vị ngang hàng. Bây giờ Chu Dương nhận thức sâu sắc về vấn đề không đủ trợ thủ đắc lực bên cạnh mình. Mặc dù bề ngoài có vẻ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, ví dụ như Hổ Gia, Tô Thế Minh, thậm chí là Tôn Càn Khôn. Những người này ở trong thành phố Đông Hải cũng được coi là những người có máu mặt, những nhân vật đứng đầu, nói một là một, hai là hai. Hơn nữa lòng trung thành của bọn họ đối với Chu Dương có vẻ cũng không cần phải lo lắng, đây đều là những đối tác đã trải qua nhiều thử thách. Thế nhưng, những người này đều có gia đình, có sự nghiệp và tập đoàn cần quản lý của riêng mình, nói chung, mặc dù bọn họ tập trung bên cạnh Chu Dương, hơn nữa cũng rất trung thành, nếu Chu Dương xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ dốc sức giúp đỡ, điều này không cần phải suy nghĩ. Nhưng nói trắng ra, bọn họ không thật sự dưới trướng của Chu Dương, không thuộc nhóm của Chu Dương. Bọn họ có thể giúp đỡ khi Chu Dương gặp khó khăn, giúp một lần thì được, còn giúp đến hai ba lần thì thế nào? Nếu Chu Dương nhiều lần gặp khó khăn để gia tộc bọn họ lâm vào tình trạng nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ đứng bên cạnh Chu Dương sao? Cho dù có thể, Chu Dương lại nợ ân tình nhiều đến bao nhiêu? Sở dĩ những người này ở bên cạnh Chu Dương chẳng qua là nhân phẩm và sức mạnh chinh phục bọn họ của Chu Dương, đồng thời, Chu Dương cũng từng giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Nhưng cần làm rõ một điều, tiền của bọn họ không phải là tiền của Chu Dương. Vẫn có sự khác biệt với tài sản của bản thân Chu Dương. Còn thứ thật sự thuộc về tài sản của Chu Dương chẳng qua cũng là công ty danh Dương. Nhưng bây giờ anh cần xử lý quá nhiều chuyện. Mặc dù anh đã trở thành bá chủ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, đáng lẽ có rất nhiều thời gian phát triển công ty danh Dương, nhưng sau đó thì sao? Bố cục của Chu Dương không chỉ ở một mình thành phố Đông Hải nhỏ bé, anh phải quay về Chu gia, tầng lớp mà anh phải tiếp xúc rất lớn. Vì nguyên nhân này, anh cần mở rộng tài sản thuộc về mình, cũng dựa trên y nền tảng của công ty danh Dương để phát triển hết thực lực của mình. Cho nên anh cần một người tài. Lúc anh không ở đây thì giúp anh xử lý công việc của công ty danh Dương. Rõ ràng, Lý Đại Hải là một nhân vật rất tốt. Người này thông minh, không cần phải kiểm nghiệm, mặc dù kiểm soát hơi khó vì người thông minh đâu dễ kiểm soát. Khó kiểm soát không phải là vấn đề rắc rối, chỉ cần bạn đủ mạnh, anh ta sẽ không có suy nghĩ khác, điều quan trọng là cần đảm bảo người này có thể thành thật với bạn. Hành động vừa nãy của Chu Dương là để đạt được mục tiêu này. Như vậy, cho dù Chu Dương thật sự sa sút, Lý Đại Hải không muốn dính líu với Chu Dương thì ông ta sẽ nói ra một cách quang minh chính đại. Vì ông ta biết nói ra một cách thẳng thắn thì Chu Dương sẽ thả ông ta đi, nếu ông ta có tâm tư lật đổ Chu Dương thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt nếu thất bại. Nhiều khi cấp dưới không hề muốn đâm sau lưng cấp trên y nếu như ông ta lựa chọn rời đi. Nhưng không dám nói ra một câu rời đi, hơn nữa cũng không muốn dính líu đến ông chủ mới làm ra hành động đâm sau lưng. Chu Dương cần ngăn chặn chuyện này xảy ra. Bây giờ xem ra, mục đích của anh thành hiện thực rồi. Chu Dương nói, làm không công cho tôi 10 năm, tập đoàn thời trang Đại Hải của ông có thể giữ lại nhưng trong thời gian 10 năm, ông phải trở thành một nhân viên của công ty danh Dương. Nếu tập đoàn thời trang Đại Hải và công ty danh Dương cùng xảy ra chuyện, tôi cần ông ưu tiên làm việc cho công ty danh Dương. Ánh mắt Chu Dương chăm chú quan sát Lý Đại Hải rồi nói tiếp. Mặc dù tôi cũng sẽ làm việc ở công ty danh Dương, nhưng tôi vẫn đề nghị ông mời thêm tổng giám đốc cho tập đoàn ông. Ngộ nhỡ lúc không xử lý kịp, vẫn còn có tổng giám đốc bên kia chống đỡ. Lý Đại Hải trầm tư một lúc. Ông ta đang suy nghĩ điều kiện này có thể chấp nhận hay không. Tập đoàn thời trang Đại Hải là một tay ông ta gây dựng. Còn điều kiện của Chu Dương, có vẻ khiến ông ta từ bỏ tập đoàn thời trang Đại Hải. Bề ngoài ông ta có thể tham gia vào chuyện của tập đoàn thời trang Đại Hải nhưng trên y thực tế, ông ta chắc chắn phải dành toàn bộ và hầu hết sức lực vào công ty danh Dương. Còn tập đoàn thời trang Đại Hải là một tài sản lớn của ông ta mà thôi. Cũng tương đương với tiền Chu Dương trả cho ông ta trong 10 năm làm việc, dù sao ông ta làm việc cho Chu Dương 10 năm nhưng không có tiền lương. Nói cách khác, bây giờ ông ta hoàn toàn bán tập đoàn thời trang Đại Hải. Lấy số tiền đó để làm không công cho Chu Dương 10 năm. Giá thị trường của tập đoàn thời trang Đại Hải khoảng 7 tỷ, nếu không có 7 tỷ này, Lý Đại Hải tay trắng gây dựng cơ đồ một lần nữa, vẫn không biết có thể đi đến bước nào. Có thể tạo ra của cải lớn hơn bây giờ, thua keo này thì bày keo khác. Cũng có khả năng từ đó thất bại hoàn toàn,
mỗi tháng kiếm được 350.000 tệ hoặc mấy trăm nghìn tệ tiền lương, một người như Lý Đại Hải, cho dù công ty thật sự phá sản, ông ta đi làm công cũng có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm nghìn tệ hoặc hàng triệu một năm. Điều quan trọng là nếu ông ta lại xây dựng sự nghiệp lần nữa, thì đó là tự do, không cần bị Chu Dương khống chế. Điều kiện Chu Dương đưa ra, rất nhiều người có khả năng đồng ý mà không hề suy nghĩ. Nhưng Lý Đại Hải là một người thông minh, ông ta cần suy nghĩ sâu xa hơn những người bình thường, cho nên vẫn do dự một lúc. Ông có thể không cần trả lời tôi ngay, Chu Dương lại nói, quay về suy nghĩ cũng không sao cả, dù sao, khi nào ông suy nghĩ xong thì lúc đó tôi giúp ông hồi phục công ty. Lý Đại Hải do dự không quyết định ngay, thật ra Chu Dương cũng không vội lắm, vì quá vội vàng lôi kéo trợ thủ thì có thể không đáng tin cậy. Cho tôi thời gian 3 ngày, Chu tiên sinh, tôi chắc chắn cho cậu một đáp án, Lý Đại Hải nói. Ông ta định dùng thời gian 3 ngày đi tìm những mối quan hệ xã hội trước kia của mình. Muốn xem khả năng trở lại của mình sau này lớn bao nhiêu. Điều kiện của Chu Dương vẫn phải trả một cái giá rất lớn. Làm không công cho anh 10 năm, bắt buộc phải đặt công ty danh Dương lên hàng đầu, tập đoàn thời trang Đại Hải hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, nói không chừng có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Sau 10 năm làm việc, ông ta muốn khởi nghiệp lại, e rằng lực bất tòng tâm. Do đó ông ta mới đề nghị trả lời trong vòng 3 ngày, Chu Dương cũng đồng ý yêu cầu của ông ta, cứ thế Lý Đại Hải đưa Lý Trường Hà bị đánh ngất rời khỏi công ty danh Dương. Chu Minh từ phía sau đi lên, nhìn thấy bóng dáng rời đi của Lý Trường Hà, hắn nói cứ thả ông ta đi như vậy sao? Không thì sao, Chu Dương hỏi ngược lại. Tôi nghĩ, anh nên cứng rắn hơn, sao anh có thể đối đãi với ông ta như kiểu ông ta có địa vị ngang hàng với anh vậy chứ? Chương 1082, em yêu anh. Theo Chu Minh thấy, Lý Đại Hải là một kẻ hạ đẳng không đáng được nhắc đến, trong khi Chu Dương là một người mạnh mẽ mà ngay cả hắn cũng phải nể phục. Vì vậy, hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Tuy nhiên, cách Chu Dương nói chuyện với Lý Đại Hải có vẻ như ngang hàng với nhau. Cách thức này khiến Chu Minh cảm thấy không được hiểu lắm. Chu Dương liếc hắn một cái, cười nói, sở dĩ anh ở lại công ty danh Dương không phải là vì muốn theo tôi học hỏi hay sao? Đây là phong cách làm việc của tôi. Ở chỗ tôi, không có cấp dưới thực sự, mọi người đều bình đẳng với nhau, mọi người đều có thể nói ra những gì họ muốn. Như vậy không hay lắm nhỉ? Vì như vậy chẳng phải quyền lực của anh sẽ bị mất đi rất nhiều hay sao? Người ta sẽ không tôn trọng anh nữa, Chu Minh cảm thấy hơi khó hiểu nói. Tôn trọng không đồng nghĩa với sợ hãi, sự tôn trọng trong mắt anh thực ra là một loại biểu hiện của sự sợ hãi. Những người tuân theo anh vì sợ thì có thể phản bội anh bất cứ lúc nào, đặc biệt là những người thông minh. Chu Dương thản nhiên nói. Thật vậy, với sức mạnh to lớn, nhiều người có thể sợ bạn, hơn nữa bạn cũng có thể khống chế những người đó một cách chắc chắn. Nhưng những người vì sợ mà không dám tiếp cận mình, chắc chắn là những kẻ mụ mị, thiếu suy nghĩ. Những người thực sự thông minh, có thể phục tùng mình trong một lúc, nhưng tuyệt đối không vì sợ hãi mà phục tùng mình cả đời. Vì vậy, nếu muốn điều khiển những người thông minh, chỉ dựa vào sức mạnh để áp chế họ thì không được. Đây là quan điểm của Chu Dương, nhưng anh không nói ra những lời này mà anh muốn Chu Minh tự mình lĩnh hội mới được. Chỉ khi tự mình nhận ra thì mới có thể thực sự ghi nhớ nó. Được rồi, cứ như vậy đi. Về phần Lý Đại Hải này rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào, chúng ta có thể chờ xem. Chu Dương khoát tay, xong nhé, chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Chu Minh chưa kịp phản ứng thì Chu Dương đã rời đi. Hắn lại vội vàng đuổi theo, anh Dương, đợi tôi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi đâu, đương nhiên là quay về làm việc rồi. Anh cho rằng vị trí đội phó đội bảo vệ của anh chỉ để anh ngồi chơi thôi sao, Chu Dương liếc anh ta một cái không lấy gì làm vui vẻ. Chu Minh xấu hổ gãi đầu, hắn thật sự không để tâm đến vị trí này của mình. Dù sao hắn cũng là người thừa kế của Chu gia, cho dù có hạ thấp thân phận như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ cho rằng mình thực sự là đội phó đội bảo vệ. Sau khi ai nấy quay trở lại với công việc của mình, cuối cùng Chu Dương cũng hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Lo xử lý một phần công việc tồn đọng lại trong mấy ngày vừa rồi. Cuộc sống dường như đã thực sự trở lại bình thường, ban ngày anh đi làm, tối về nhà chăm sóc mẹ, cứ như vậy được một ngày, rồi hai ngày. Ngày thứ ba, Chu Dương bắt đầu mất tập trung, bởi vì anh đang chờ đợi câu trả lời của Lý Đại Hải.
Lý Đại Hải là một người khôn ngoan, đúng lý mà nói, Chu Dương nên cho ông ta nhiều tiền tài hơn để lôi kéo ông ta. Nhưng Chu Dương không làm vậy, vì dù sao Lý Trường Hà đã từng đắc tội với anh. Trên y cơ sở hai bên bình đẳng với nhau, Chu Dương cũng phải giữ vững phẩm cách của chính mình, không thể để Lý Đại Hải cho rằng Chu Dương thật sự rất dễ dãi. Hơn nữa, tiền lương anh trả cũng không quá ít, 7 tỷ. Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, trong tiềm thức anh nghĩ đó là Lý Đại Hải, nhưng sau khi mở máy, anh phát hiện ra là Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc à, trong giây lát Chu Dương liền thất thần. Người vợ chê y danh nghĩa này của mình, đồng thời cũng là người phụ nữ Chu Dương yêu nhất dường như đã lâu không liên lạc. Không phải Chu Dương không muốn liên lạc với cô, mà là Chu Dương thực sự rất bận, hơn nữa Tạ Linh Ngọc dường như chẳng biết cố ý hay vô ý trốn tránh anh. Điều này khiến Chu Dương rất bất lực. Anh ấy thực sự yêu Tạ Linh Ngọc, nhưng những người thân trong Tạ gia, bao gồm cả bà Tạ đều rất ghét Chu Dương, điều này khiến Tạ Linh Ngọc ở giữa rất khó xử, còn Chu Dương cũng không biết phải làm sao mới được. Nếu thực sự từ bỏ mọi quan điểm thế tục và không quan tâm đến cách nghĩ của bà Tạ và những người họ hàng của Tạ gia, Chu Dương đương nhiên có thể sống rất hạnh phúc với Tạ Linh Ngọc, dù sao hai người cũng là vợ chồng. Nhưng Tạ Linh Ngọc không làm được, hơn nữa cô còn cảm thấy bên cạnh Chu Dương có rất nhiều người phụ nữ ưu tú, cô cảm thấy mình không xứng với Chu Dương. Chu Dương không có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này, và mối quan hệ giữa hai người đã bị gác lại. Nhưng khi thấy Tạ Linh Ngọc còn muốn gọi cho anh vẫn rất vui vẻ ấn nút trả lời. Vợ à, có chuyện gì vậy? Chu Dương hỏi. Một sự im lặng ở đầu bên kia điện thoại. Chu Dương mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy vợ? Em nói gì đi. Một lúc sau, giọng nói của Tạ Linh Ngọc cuối cùng cũng truyền đến từ micro, thậm chí còn hơi thút thít. Chu Dương, anh giúp em với, em thực sự hết cách rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Em cứ từ từ mà nói, Chu Dương có thể khẳng định Tạ Linh Ngọc quả thực đang gặp rắc rối. Rốt cuộc cô đã gặp phải rắc rối gì? Lúc trước anh đã giúp Tạ Linh Ngọc lấy lại toàn bộ số cổ phần do bác cả Tạ gia nắm giữ. Tại cuộc họp trao đổi ngành mỹ phẩm vừa qua, Chu Dương đã dành 20% quyền đại lý cho công ty của Tạ Linh Ngọc. Nói cách khác, bây giờ mỹ phẩm Duyệt Kỳ đã là đại lý lớn nhất của công ty Danh Dương rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, công ty của Tạ Linh Ngọc về cơ bản sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào, hơn nữa tài sản riêng của Tạ Linh Ngọc cũng đã nhanh chóng tăng gấp đôi. Bây giờ cô ấy giàu có như vậy, cô ấy có thể gặp rắc rối gì? Lẽ nào có gia tộc nào gây rắc rối cho cô ấy? Điều đó càng không thể, mặc dù Chu Dương không liên lạc với Tạ Linh Ngọc trong một thời gian dài, nhưng anh vẫn chào hỏi Hổ gia. Với sự giúp đỡ của Hổ gia tộc nào lại không biết điều mà dám làm khó Tạ Linh Ngọc chứ? Ngay sau đó anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, vì câu trả lời của Tạ Linh Ngọc là, mẹ em đã tìm cho em đối tượng, cứ bắt em phải kết hôn, em thực sự đã hết cách rồi. Hóa ra vẫn là áp lực từ Tạ gia. Chu Dương nằm phịch xuống ghế, lộ ra nụ cười bất lực. Thật là mỉa mai. Với sự giúp đỡ của Chu Dương, hầu như không ai ở thành phố Đông Hải có thể làm khó Tạ Linh Ngọc. Tuy nhiên, mẹ của Tạ Linh Ngọc vẫn tìm mọi cách để tách cô ra khỏi Chu Dương. Đây chẳng phải là muốn cướp vợ của mình một cách quang minh chính đại hay sao? Chu Dương làm sao có thể đồng ý một chuyện như vậy? Anh cười khẩy một tiếng rồi nói, vợ à, em có ghét anh không? Giọng nói của Tạ Linh Ngọc dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói, không, em không ghét anh, Chu Dương, không, chồng à, em yêu anh. Em yêu anh, ba chữ này gần như khiến Chu Dương suýt chút nữa bay bổng luôn. Kết hôn với Tạ Linh Ngọc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy ba từ này từ miệng của Tạ Linh Ngọc. Có vẻ như áp lực thực sự chính là chất xúc tác cho cảm xúc. Chương 1083, quay lại Tạ gia. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tác giả đuối dần rồi, thôi còn ít chép nữa dáng theo cho phun bộ. Chu Dương cảm thấy có lẽ nên cảm ơn bà Tạ. Vì áp lực của bà Tạ, Tạ Linh Ngọc cuối cùng cũng phải đối mặt với tình cảm của mình. Em yêu anh, ba chữ này khiến trái tim Chu Dương vô cùng cảm động. Vợ à, anh cũng yêu em. Em chờ anh nhất định không để gia đình em gả em cho người khác, Chu Dương kiên quyết nói. Trước đây, anh không muốn bộc lộ thực lực của mình trước mặt Tạ gia, bởi vì Tạ Linh Ngọc cũng không muốn để anh bị lộ,
và anh cũng không muốn dùng cách này để lấy lòng bà Tạ. Nhưng bây giờ thì khác, anh và Tạ Linh Ngọc đều cùng lúc nhận ra tình cảm của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng phải ở bên nhau. Họ phải thẳng thắn và thành thật với nhau. Chu Dương hưng phấn đứng phát lên, thậm chí anh hưng phấn tới nỗi luống cuống, nhảy nhót trong văn phòng. Đối với một bá chủ thực thụ ở thành phố Đông Hải mà nói, hành vi này quả thực hơi trẻ con. Có thể thấy, Chu Dương quả thực đang rất vui vẻ. Nhưng anh không để ý rằng, ngoài cửa phòng làm việc, Thẩm Bích Quân đang chuẩn bị gõ cửa, trên y mặt cô thoáng hiện một vẻ mất mát, cô lặng lẽ thu bàn tay ngọc ngà của mình lại. Thẩm Bích Quân lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của Chu Dương với vẻ thất thần, không ai biết sốt cuộc cô đang nghĩ gì. Về phía Chu Dương, sau một hồi phấn khích, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh thông báo với Hổ Gia, Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn, sau đó nhanh chóng xuống tầng, lái xe của Thẩm Bích Quân về phía Tạ Gia. Thẩm Bích Quân ở trên y tầng nhìn thấy rõ Chu Dương lái xe của cô rời đi, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng thở dài, sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Tại Tạ Gia, Tạ Linh Ngọc cuộn mình trên y ghế sofa, cô ôm chiếc gối trong lòng, vẻ mặt buồn bã. Còn bà Tạ và một số người thân khác của Tạ Gia đang ngồi đối diện với cô, liên tục bàn tán không ngớt. Linh Ngọc, đừng cứng đầu như vậy nữa có được không? Người nhà Phùng công tử đã làm gì mà khiến cháu không vừa mắt như vậy? Đúng vậy, theo tôi thấy Linh Ngọc thật là ngốc, kiếm tiền đến mụ mị cả đầu óc. Người xưa nói hay lắm, phụ nữ không có tài là đức, phụ nữ ấy mà, không thể để họ tự mở công ty, nếu không, họ sẽ không biết bản thân mình đang ở đâu. Không phải chỉ là một ít tiền thôi ư, nhưng phụ nữ muốn nhiều tiền để làm gì? Không phải là lấy chồng sinh con à, bất kể sự nghiệp lớn như thế nào, không phải vẫn phải từ bỏ hay sao? Tìm được một người đàn ông giàu có mới là điều nên làm. Những lời này đã được những người họ hàng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thực ra nói trắng ra, bọn họ nói tới nói lui cũng chỉ là những lời này, không thể nói ra thứ gì mới mẻ cả. Nhưng họ vẫn huyên thuyên không ngừng, như thể không bao giờ biết mệt. Cuối cùng Tạ Linh Ngọc không nhịn được, liền nói, không phải cháu nói rõ rồi sao? Hiện giờ Chu Dương kinh doanh rất thành công, anh ấy không hề thua kém so với Phong công tử mà mọi người nói. Tại sao mọi người không thể chờ anh ấy đến đây tự chứng minh bản thân mình không được sao? Thực ra Tạ Linh Ngọc không biết rốt cuộc bây giờ Chu Dương thành công như thế nào, nhưng chỉ dựa vào thân phận là người phụ trách dự án của công ty Danh Dương, anh ấy nhất định là một người thành công. Nhưng không một người thân nào của cô chịu tin. Linh Ngọc, đừng làm loạn nữa. Chu Dương thành công hay không, chúng ta còn chưa biết sao. Mới một năm trước, cậu ta còn là đồ bỏ đi, còn liên tục lấy tiền của nhà cháu. Cậu ta cũng mới rời khỏi nhà cháu được một năm, có thể đạt được thành tựu gì chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, với cái bản tính của cậu ta, nếu cậu ta có thành tích gì, có thể không ra ngoài khoe khoang sao? Anh ấy khác với các người, Tạ Linh Ngọc tức giận nói. Không giống với chúng tôi, câu nói này của Tạ Linh Ngọc khiến đám người thân của cô tức giận. Được rồi, bây giờ cứ coi như tên vô dụng đó đã giỏi giang hơn, vậy một tháng cậu ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có kiếm nổi 5.000 tệ không? Cho dù lương của cậu ta khoảng 5.000, thậm chí 6.000, 8.000 một tháng cũng được, nhưng cháu đem cậu ta ra so sánh với Phùng công tử, không phải hơi quá đáng sao? Cháu có biết Phùng công tử rốt cuộc có thực lực cỡ nào không? Chê y thực tế, Phùng công tử mà họ nói cũng chỉ là một kẻ bình thường. Về tài sản, thậm chí còn không bằng Tạ Linh Ngọc. Nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là hắn rộng rãi. Phùng công tử tên thật là Phùng Tiến Kinh, còn bố là Phùng Khai Sơn, là một ông lớn trong ngành trà ở thành phố Đông Hải. Trong số những người bình thường, ông ta xếp thứ hai. Địa vị chỉ đứng sau Lý Đại Hải. Tổng tài sản của Phùng gia khoảng 4 tỷ. Và vị Phùng công tử này đã bỏ ra 20.000 tệ để đút lót những người thân của Tạ Linh Ngọc. 20.000 tệ đủ để mua các loại quần áo loại hàng trăm tệ, các loại sữa hoặc hoa quả loại vài chục tệ v.v. Nói tóm lại, khi Phùng công tử đến Tạ gia chưa bao giờ đến tay không, lần nào cũng mua những thứ hơn 1.000 tệ. Cứ như vậy, Phùng công tử mới trở thành người xứng đáng nhất trong mắt bọn họ. Vì vậy, tất cả đều thuyết phục Tạ Linh Ngọc gả cho tên họ Phùng này. Về phần bà Tạ, bà ta là một kẻ ngốc, bà ta đã bị che mắt từ lâu rồi. Ngoài ra,
bà ta vẫn luôn ghét Chu Dương, trong hoàn cảnh như vậy, bà ta bắt đầu ủng hộ cuộc hôn nhân của Tạ Linh Ngọc. Nếu Tạ Linh Ngọc không kết hôn với Phùng Công Tử, bà ta sẽ giam cầm Tạ Linh Ngọc lại, cô đã bị giam 3 ngày rồi. Hôm nay là ngày Phùng gia mang xính lễ đến cho Tạ gia. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Hàng xóm trong khu phố và thậm chí nhiều bạn bè của Tạ Linh Ngọc đều biết chuyện này. Tạ Linh Ngọc thực sự không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Chu Dương. Đã đến ngày trao xính lễ, Tạ Linh Ngọc vẫn không đồng ý với cuộc hôn nhân, vì vậy những người thân này đã tập trung ở đây để cố gắng thuyết phục Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc vẫn chỉ im lặng. Lúc này, Tạ gia có tiếng gõ cửa. Chu Dương đã tới. Nhưng những người trong nhà đều không biết Chu Dương đã tới. Một người bà con đang canh cửa sổ nhìn xuống dưới tầng thấy một chiếc Maserati đang đi tới, ông ta liền nói, chà, mọi người xem này, xe sang làm sao? Chiếc xe đó phải hàng triệu tệ, chỉ có Phùng Công Tử mới lái được loại xe đó. Phùng Công Tử đến rồi, mọi người chuẩn bị đón tiếp. Đám đông tụ tập ở cửa thì có tiếng gõ cửa. Họ vui mừng mở cửa và hò hét chào đón, nhưng người đứng ở cửa lại là Chu Dương. Nụ cười của đám người này liền tắt ngấm. Sau một hồi im lặng, lập tức có người chửi bới, thật là xui xẻo, sao lại là tên này? Đúng thế, cậu ta còn tới để làm gì nữa vậy? Cậu ta nghĩ cậu ta và Tạ gia vẫn còn quan hệ gì sao? Lúc này bà Tạ cũng đi tới, bà ta lạnh lùng nhìn Chu Dương một lúc rồi đột nhiên tát anh một cái. Cút đi, ở đây không hoan nghênh mày, bà Tạ lạnh lùng nói. Chương 1084, Tạ Linh Ngọc ấm ức. Cái tát này của bà Tạ, có thể nói là hạ lòng hạ dạ. Bởi vì tất cả những người có mặt ở đó, đều là những kẻ ghen ghét Chu Dương. Phòng khách liên tục vang lên những lời chế nhạo. Ha ha, vừa đến cửa đã bị mẹ vợ tát một cái, vậy mà còn mặt mũi đứng đây nữa. Còn về lý do ấy hả, tôi thấy sao chê y đời này lại có những kẻ mặt dày như vậy nhỉ? Nhất quyết giữ đơn ly hôn. Không chịu ly hôn để làm gì. Đến nhà vợ còn bị đánh, không một ai chào đón. Đàn ông gặp phải chuyện này thì thà chết đi cho xong, mọi người bàn tán sôi nổi. Nhìn thấy bà Tạ đánh Chu Dương, bọn họ đều hết sức vui sướng, lúc này là thời cơ tốt để dậu đổ bìm leo. Đối mặt với loại mỉa mai này, Chu Dương không khỏi cảm thấy bối rối. Không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ đây? Anh chỉ là không muốn chấp nhặt với mấy người này mà thôi. Còn về cái tát bà Tạ vừa đánh, anh cũng hoàn toàn không để trong lòng. Căn bản là không đau, cùng lắm hơi mất mặt chút thôi. Nhưng những chuyện mất mặt này, Chu Dương có thể nói là chẳng còn mặt mũi thể diện gì nữa rồi. Hơn nữa anh cũng đã quá quen. Trước đây cũng không phải chưa từng bị bà Tạ đánh. Anh thản nhiên cười, nhìn bà Tạ, rồi lại liếc nhìn đám họ hàng khác trong phòng khách. Lạnh lùng nói, yên tâm đi, hôm nay tôi không đến để tìm mấy người. Tôi đến tìm Linh Ngọc. Anh lại nhìn bà Tạ, cái tát này, coi như là hai chúng ta đã thanh toán xong, từ nay về sau, tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ cảm nhận nào của bà. Linh Ngọc có muốn ở bên cạnh tôi hay không, đó là lựa chọn của bản thân cô ấy, còn bà, tôi sẽ không cho phép bà cản trở tình cảm của chúng tôi nữa. Lời Chu Dương nói tràn đầy sự tức giận. Bởi vì bản thân anh không hề sợ hãi. Lần này anh nhìn về phía Tạ Linh Ngọc, Linh Ngọc, em có bằng lòng đi cùng anh không? Em bằng lòng. Tạ Linh Ngọc chạy thẳng đến, nhào vào lòng Chu Dương, đưa em đi, em chịu đựng cái nhà này quá đủ rồi, em không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Được, hôm nay anh sẽ đưa em đi, Chu Dương khẽ gật đầu, nắm tay Tạ Linh Ngọc, định đi ra ngoài. Đứng lại, thật là can đảm. Mày nói hai chúng ta thanh toán sòng phẳng rồi ư, bây giờ mày muốn đưa con gái tao đi, tao không đồng ý, tao xem thử mày định đưa con gái tao đi kiểu gì, bà Tạ đứng lên. Đám họ hàng cũng không có ý tốt mà tạo thành vòng tròn bao quanh Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Đúng vậy, loại người gì vậy chứ, định ép buộc nhau à? Thật không có đầu óc, chúng ta có nhiều người như vậy, có thể để hắn ép buộc đưa Linh Ngọc đi sao? Chu Dương lạnh lùng cười một tiếng, ép buộc. Thật ngại quá, Linh Ngọc tự nguyện đi cùng tôi, tất cả những việc tôi làm, toàn bộ đều không thẹn với lòng. Ai muốn ngăn cản tôi thì có thể thử xem. Ánh mắt Chu Dương tựa như thú dữ lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, nhất thời, không ai dám đi đến cản trở anh nữa. Chu Dương dẫn Tạ Linh Ngọc đi về phía trước,
Bà Tạ nghiến răng nghiến lợi, chặn trước mặt Chu Dương, hôm nay mày sẽ không thể bước qua cánh cửa này được, tao xem mày có thể làm gì. Biến qua một bên cho tôi, Chu Dương hét lên một tiếng, túm lấy đầu bà Tạ, thẳng tay đẩy bà ta sang một bên. Lần này khiến bà Tạ ngã không nhẹ, tuổi không còn trẻ nữa, làm sao chịu nổi giày vò như vậy chứ? Ngay lập tức, bà ta nằm trên y mặt đất la hét. Nhưng Chu Dương lại mặc kệ bà ta, nói thật lòng, Chu Dương đã muốn làm thế từ lâu rồi. Trước đây chẳng qua là giữ chút thể diện cho bà ta mà thôi. Nhưng bây giờ Chu Dương đã nói, mọi người thanh toán xong phẳng rồi, sau này sẽ không giữ thể diện cho bà ta nữa, thế mà mụ đàn bà vẫn xông lên kiếm chuyện, vậy không đẩy bà ta thì đẩy ai đây? Tạ Linh Ngọc nhìn bà Tạ nằm trên y mặt đất, trong mắt lộ rõ sự không đành lòng, nhưng vẫn không nói gì, cắn răng quay đầu đi. Làm phản rồi, tên phế vật này lại dám đánh người ở Tạ gia chúng ta. Hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Tất cả đám họ hàng của Tạ gia lập tức trở nên ca yêu ta xiết động. Trong mắt họ, Chu Dương đã bị phán tội chết. Linh Ngọc, nhìn tên đó đi, còn dám ra tay với cả mẹ cháu vẫn định đi theo hắn sao? Linh Ngọc, cháu là đồ vô ơn, nếu cháu có chút lương tâm thì mau ở lại đi. Đám người này vừa thi nhau mắng chửi Chu Dương, vừa tạo áp lực cho Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc cắn răng, cuối cùng không nhịn được mở lời. Đủ rồi, im miệng hết đi. Không biết xấu hổ, nếu nói không biết xấu hổ, phải là đám các người mới đúng. Đừng tưởng rằng tôi không biết nguyên nhân các người quan tâm đến chuyện nhà chúng tôi như vậy, còn không phải là vì tôi có một cái công ty à? Không phải là bởi vì tôi có chút tiền ư? Cái mà các người để ý, chẳng qua chỉ là chút tiền đó mà thôi. Mấy năm nay, các người lừa tiền nhà chúng tôi còn ít sao? Còn cả lần trước, khi bác cả nói muốn thành lập thế gia, các người suýt chút nữa chia năm xẻ bảy công ty của tôi rồi. Bộ mặt ghê tởm của các người khi đó còn chưa lộ ra hết sao? Ngay cả mẹ tôi mà các người cũng ước hát yêu ta. Nếu không có Chu Dương giúp đỡ, bây giờ công ty của tôi đã không còn nữa, đến lúc đó, tôi và mẹ sẽ sống như thế nào, các người liệu có còn quan tâm đến chúng tôi không? Buồn cười nhất là mẹ tôi, đối mặt với đám họ hàng như mấy người, bị lừa gạt không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn lựa chọn tin tưởng. Nếu bà ấy không phải là mẹ tôi đã muốn tát bà ấy vài cái rồi. Thật là quá thất vọng, lại đi tin tưởng đám lòng lang dạ sói các người. Sau khi bắt nạt mẹ tôi, thấy công ty trở lại tay tôi lần nữa, các người vẫn còn mặt mũi quay lại. Các người mới là kẻ vô liêm sỉ nhất. Tạ Linh Ngọc cắn chặt răng, trừng mắt, hít một hơi nói. Những lời này khiến Chu Dương đứng bên cạnh bình tĩnh lại. Chu Dương luôn cảm thấy mình rất oan ức. Anh tận tình tận nghĩa với Tạ gia, cũng rất thích Tạ Linh Ngọc, nhưng vì sự ngăn trở của Tạ gia, Tạ Linh Ngọc vẫn luôn không thể cho anh một đáp án rõ ràng. Điều này đôi lúc khiến Chu Dương phải tự hỏi, liệu mối quan hệ này có đáng hay không? Tạ gia ghét mình như vậy, mà trong lòng Tạ Linh Ngọc, người nhà luôn quan trọng hơn mình. Chu Dương cảm thấy, cho dù mình đánh đổi nhiều bao nhiêu, đoạn tình cảm này đều là đồ bỏ đi. Nhưng đến lúc này anh mới biết, Tạ Linh Ngọc phải chịu đựng nỗi uất ức thế nào. Mấy người này đều là người thân của cô. Cô yêu Chu Dương, nhưng mẹ cô, họ hàng thân thích của cô như vậy, cô còn có thể làm thế nào đây? Lẽ nào thật sự có thể dứt khoát chọn lựa một trong hai bên được sao? Hóa ra người đau khổ nhất vẫn luôn là Tạ Linh Ngọc. Đám họ hàng sau khi nghe những lời này, đều đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thật không ngờ, Tạ Linh Ngọc không phải kẻ ngốc. Chương 1085, rốt cuộc ai mới là người vô liêm sỉ? Đúng vậy, trong mắt đám người Tạ gia, Tạ Linh Ngọc và bà Tạ luôn là những kẻ ngu ngốc. Mặc dù Tạ Linh Ngọc có tiền, nhưng bất kể bọn họ bắt nạt Tạ Linh Ngọc và bà Tạ thế nào, thì Tạ Linh Ngọc trước nay đều im lặng không nói gì. Đó không phải là ngu ngốc thì là gì? Về phần bà Tạ thì không cần nói nữa, bà ta thật sự vô cùng ngu ngốc, cho dù tát bà ta một cái. Sau đó giơ ngón cái lên nói rằng cái tát đó là để khen ngợi vẻ đẹp của bà ta thì bà ta cũng sẽ tin. Chính vì vậy, nên bọn họ mới có thể hống hách ngang ngược mà chẳng kiêng nể gì, thẳng thắn phơi bày bộ mặt đáng khinh của họ ra ngoài cũng chẳng sao. Dù sao bà Tạ dễ lừa, mà Tạ Linh Ngọc cũng chẳng nói gì. Ngày qua ngày, họ dần hình thành thói quen, có thể đường đường chính chính nói ra những lời không biết xấu hổ. Nhưng không ngờ, hôm nay Tạ Linh Ngọc lại vạch trần tất cả.
Điều này khiến họ nhất thời chột dạ. Hóa ra vẫn có người biết mấy chuyện xấu xa bọn họ làm. Nhưng ngay sau đó, có người lên tiếng, Tạ Linh Ngọc, cháu đừng ăn nói bậy bạ, chúng tôi là họ hàng thân thích của cháu, chúng tôi đều muốn tốt cho cháu thôi. Vừa dứt lời, phòng khách yên lặng trong giây lát, sau đó, tất cả mọi người đều thi nhau nói, đúng đó, Tạ Linh Ngọc, cháu có biết xấu hổ không đấy? Đúng là tốn công nuôi một kẻ vô ơn, chúng tôi đều muốn tốt cho cháu mà cháu lại nói chúng tôi tham lam chiếm lợi từ nhà cháu. Bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, cho dù Tạ Linh Ngọc vạch trần tội ác của bọn họ thì đã sao? Dù sao bọn họ cũng đông người, có thể đổi trắng thay đen. Tạ Linh Ngọc vô cùng tuyệt vọng khi thấy tình cảnh này. Đây là nguyên nhân vì sao trước đây cô không muốn kháng cự. Nếu các người đã không cần lợi ích từ gia đình tôi và các người cũng biết tôi là kẻ vô ơn, vậy thì từ nay về sau các người mặc kệ chuyện nhà tôi có được không? Tạ Linh Ngọc sử dụng đòn tâm lý cuối cùng. Lúc trước cô không muốn kháng cự, là vì đám họ hàng thân thích của cô không hề nói lý lẽ. Còn cô cũng không nhẫn tâm cắt đứt mọi quan hệ với họ. Nhưng hôm nay, cô đã quyết tâm rồi. Các người không làm sai gì sao? Các người còn có thể tỏ vẻ uất ức mà nói tôi là kẻ vô ơn ư? Vậy thì từ nay về sau đừng qua lại gì nữa, vậy có phải là không làm tổn thương đến nhau không? Phòng khách lập tức im lặng. Cắt đứt quan hệ, vậy thì không được. Bình thường số tiền bọn họ lừa gạt được từ gia đình Tạ Linh Ngọc còn cao hơn thu nhập của cả gia đình. Linh Ngọc, đừng nói linh tinh, cho dù cháu thật sự là kẻ vô ơn, chúng tôi cũng sẽ không bỏ mặc cháu. Đúng vậy, để tôi chống mắt lên xem, cháu bị tên Chu Dương này làm cho mê muội rồi, cũng không biết hắn thủ đoạn xấu xa gì, mê hoặc cháu thành như vậy. Không cần nhiều lời làm gì, chúng tôi sẽ không bỏ rơi cháu, không để tên bất tài vô dụng Chu Dương này cướp cháu đi đâu. Mấy người họ hàng này, lại một lần nữa chứng minh cái gọi là vô liêm sỉ không bao giờ có giới hạn. Đúng vậy, tôi nói cháu là đồ vô ơn, nhưng tôi vẫn dính vào cháu. Hết cách rồi, tôi là một người tốt như vậy đó, cảm động không? Tạ Linh Ngọc cảm động đến mức bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài đầy vẻ bất lực. Lúc này Chu Dương đã nhẫn nhịn đến giới hạn. Anh vẫn luôn biết đám họ hàng thân thích của Tạ gia mặt dày không biết xấu hổ, vì vậy anh dần tránh xa Tạ gia, thậm chí cả mối quan hệ với Tạ Linh Ngọc cũng dần có khoảng cách. Nghĩ đến việc Tạ Linh Ngọc hàng ngày đều phải đối mặt với những kẻ khốn nạn như vậy, Chu Dương đột nhiên hiểu được vì sao cô muốn giữ khoảng cách với mình. Một đám khốn cây idiota. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tránh ra cho tôi, giọng nói lạnh lùng của Chu Dương vang lên. Nghe đây, các người nói đều đúng. Tạ Linh Ngọc là đồ vô ơn, các người đều là người tốt, còn Chu Dương tôi là tên xấu xa cho Tạ Linh Ngọc ăn bùa mê thuốc lú. Những điều này đều đúng. Nhưng hôm nay, Chu Dương tôi không thèm nói lý lẽ, ai dám cản đường tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Chu Dương dẫn theo Tạ Linh Ngọc đi thẳng ra ngoài. Đứng lại, một người họ hàng chặn đường. Biến ra cho ông, Chu Dương thẳng tay đè đầu kẻ đó, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Lúc này, đầu tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, phát ra âm thanh bốp. Ông đây chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi, cứ tiến lên ngăn cản tôi đi. Đánh một người còn chưa đủ hả giận, Chu Dương nhìn đám người đó một lượt và hung hăng nói. Xung quanh vang lên tiếng nuốt nước bọt, bọn họ không ngờ, tên Chu Dương này lại hung ác đến vậy. Làm sao đây? Hay là bỏ đi, có người nhìn ví dụ chân thật dưới đất, căn bản không rõ sống chết, lập tức kinh hãi. Lời này vừa nói ra, khí thế liền giảm sút, mọi người đều bị thuyết phục. Bọn họ lặng lẽ lùi lại không dám nói gì. Nhưng bọn họ không dám nói, Chu Dương lại càng phấn khích. Ban nãy đẩy kẻ cản đường kia ngã xuống sàn, anh mới phát hiện thì ra lại hả lòng hả dạ đến vậy. Thôi vậy, muộn rồi, mọi việc bây giờ không phải các người nói là được. Chu Dương khẽ cười, đi thẳng đến chỗ người họ hàng kêu gào vui sướng y gờ nhất. Ban nãy ông gào hét rất vui vẻ mà, tiếp tục đi. Nói, ai là đồ vô ơn, ai là kẻ vô liêm sỉ, Chu Dương bóp cổ ông ta. Hỏi. Tôi nói, cậu có thể tha cho tôi không, kẻ này dè dặt đáp. Trả lời sai, người tiếp theo, Chu Dương túm lấy ông ta ném mạnh lên vách tường. Anh lại xách cổ áo một người nữa. Nói đi. Tôi, tất cả chúng tôi đều vậy, có bài học từ trước, người này nhanh chóng thừa nhận.
Đáp án chính xác, tiếp theo, Chu Dương lại ném hắn ra ngoài. Lúc này Chu Dương đang trong cơn giận dữ. Mặc dù đã cố ý khống chế sức lực, nhưng dù sao anh là người luyện võ, anh đã ra tay thì sao người bình thường có thể chống cự được chứ? Mấy người bị ném ra ngoài, đều kêu dê y thảm thiết như heo bị chọc tiết, lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều tan nát. Mà Chu Dương vẫn chưa dừng lại. Cả phòng khách tổng cộng có mười mấy người, mà Chu Dương đã ném ngã bốn người. Sốt của cậu muốn gì? Chúng tôi dù nói gì thì vẫn phải chết đúng không? Người thứ năm nghẹn ngào hỏi. Anh thật thông minh, Chu Dương cười khẩy, vì vậy, anh cũng đi chết đi. Lại ném thêm một người nữa tựa như vứt bỏ món đồ chơi không có giá trị. Lần này, 7-8 người còn sót lại cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi. Những mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn bị ổi, những mánh khóe chèn ép người mà họ thường hay dùng hoàn toàn không có tác dụng với Chu Dương. Chương 1086, chính là đây. Họ đã thử đủ mọi cách, không nói lý lẽ, đảo lộn trắng đen, nhưng như vậy thì có thể làm được gì? Chu Dương thừa nhận bản thân anh là người xấu, bởi vì tôi là người xấu nên mới muốn đánh các người, có vấn đề gì không? Những người họ hàng của Tạ gia chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Hơn nữa, bọn họ vẫn phải đối mặt với một đứa rác rưởi mà bọn họ cho rằng bọn họ có thể nhào nặn tùy theo ý muốn. Chu Dương là đồ vô dụng trong mắt bọn họ, chỉ có thể để cho bọn họ tùy ý bắt nạt, nhưng hôm nay đã khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Nào, lên cả đi, Chu Dương kéo mở cổ áo, nhìn chằm chằm người của Tạ gia và nói. Nếu nói lý lẽ với loại người như các người thì đó là một sự lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Mọi người đã không muốn nói lý lẽ thì hôm nay tôi sẽ cho các người nếm thử, cảm giác không nói lý lẽ là như thế nào. Thành thật mà nói thì đám người của Tạ gia đã cảm nhận được điều đó. Bọn họ muốn thừa nhận sai lầm của mình, muốn quỳ xuống để xin lỗi nhưng không thể được. Bởi vì dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể nhận lại một trận đòn mà thôi. Thực ra, ở một góc độ khác, không phải bọn họ cũng đã từng như vậy sao? Bọn họ đã bao giờ cho Chu Dương và Tạ Linh Ngọc một cơ hội chưa? Chưa bao giờ, bọn họ chỉ làm những gì họ muốn. Cho dù Chu Dương và Tạ Linh Ngọc nói gì, bọn họ đều không thèm nghe. Hôm nay, quả báo này cuối cùng đã rơi xuống đầu bọn họ. Đúng lúc đám người Tạ gia này đang tuyệt vọng thì ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Từ khi Chu Dương đến nhà Tạ Linh Ngọc, cửa nhà đã được mở ra, có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân ngoài hành lang. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ trong bộ vest đi giày da và xách cặp sách xuất hiện trước cửa nhà Tạ Linh Ngọc với vẻ mặt kinh ngạc. Ôi trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Thím, cô, dì thân yêu của con, ôi, sao mọi người đều nằm chê y nền đất thế này? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Linh Ngọc cục cưng của anh, em không sao chứ? Cảm ơn trời đất vì em không bị sao cả. Hả, người đàn ông quê mùa này là ai? Trời ơi, tôi thề với trời đất, từ trước đến nay chưa từng gặp ai mà quê mùa như này, sao anh lại ôm Linh Ngọc cục cưng của tôi? Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Người thanh niên nói với một vẻ mặt và giọng điệu rất kiêu ngạo. Phùng công tử đến rồi, nhìn thấy người thanh niên này, tất cả đám người Tạ gia đều phấn chấn hẳn lên, như vừa nhìn thấy một vị cứu tinh. Đây là vị cứu tinh của bọn họ. Phùng Tiến Kinh là thiếu gia giàu có trong nhà có khối tài sản lên đến hàng tỷ, ở trước mặt hắn, Chu Dương nhất định sẽ bị đè nát như con kiến. Phùng công tử, là tên này đang ngăn cản cuộc hôn nhân của cậu và Linh Ngọc, hôm nay còn khiến tất cả người nhà của chúng ta bị thương, cậu nhất định không thể buông tha cho anh ta. Hả, trời ạ, hóa ra đối thủ của tôi thật sự là một con heo ngu ngốc. Vừa vào cửa tôi đã cảm thấy một luồng hơi thở bẩn thỉu, hóa ra là từ chê y người của anh, trời ơi, tôi thật sự chưa từng thấy loại người nào có mùi hôi như vậy. Nói thật cho anh biết, chàng trai trẻ, anh là đối thủ của tôi, anh cướp đi người phụ nữ từ trong tay tôi, đó thực sự là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh. Phùng Tiến Kinh khinh thường nhìn Chu Dương và chậm rãi bước từng bước về phía anh, này anh bạn, đương nhiên đừng ca yêu ta siết động chỉ vì tôi gọi anh là anh bạn. Tôi là người rất có lòng thương người, cho dù là gặp mấy con mèo hay chó, tôi cũng sẽ gọi chúng là anh bạn. Anh bạn, tôi nói rồi, mau chóng cút ngay cho tôi, nhân lúc anh còn chưa mất hết thể diện. Phùng Tiến Kinh vừa nói vừa đưa tay ra, định vỗ vào vai Chu Dương. Nhưng những gì đang chờ đợi hắn là một cái tát vang dội.
Chu Dương lật tay tát một cái lên mặt của hắn, uốn thẳng lưỡi của anh rồi hắng nói chuyện với ông đây. Anh dám đánh tôi sao? Phùng Tiến Kinh ôm khuôn mặt đỏ bừng, hoài nghi nhìn Chu Dương chằm chằm, anh dám đánh tôi? Anh biết tôi là ai không? Ông đây quan tâm anh là ai làm cái quái gì? Chu Dương lại tát một bạt tai nữa, khi anh nói chuyện với ông đây, thì hãy uốn cái lưỡi cho thẳng lại rồi nói tiếng người. Nếu anh còn nói cái loại ngôn ngữ người không ra người chim không ra chim, thì ông đây sẽ tiếp anh bằng một cái tát, hiểu không? Nhìn thấy cái tát đang giơ chê y cao của Chu Dương, Phùng Tiến Kinh lựa chọn thỏa hiệp. Anh đúng là ngông cuồng, còn dám uy hát yêu ta tôi. Anh có biết tôi là ai không? Phùng Tiến Kinh nói. Chu Dương nhếch mép cười, cái tát đang giơ chê y cao đột nhiên tăng tốc, lại tát vào mặt của Phùng Tiến Kinh. Ông đây quan tâm anh là ai, không phải anh cũng biết nói tiếng người đó sao? Đương nhiên tôi biết rồi, nhưng tại sao anh vẫn đánh tôi? Không phải anh nói là tôi nói tiếng người thì anh sẽ không đánh tôi sao? Phùng Tiến Kinh che mặt và giống lên. Là cậu ấm trong gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải, chưa bao giờ Phùng Tiến Kinh phải chịu ức hát yêu ta như vậy. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị ăn ba cái tát. Chu Dương khẽ mỉm cười, tôi chỉ là ra lệnh cho anh là nói tiếng người, chứ không hứa là sẽ không đánh anh khi anh nói tiếng người, hiểu không? Bây giờ thì được rồi, nói đi, có chuyện gì? Đám người nhà của Tạ gia đều kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Một số người thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái tên Phùng Tiến Kinh kia không phải là con cháu trong gia đình giàu có đứng thứ hai trong thành phố sao? Không phải hắn là một con rùa biển ưu tú à? Sau khi hắn tới, không phải nên đánh Chu Dương một trận tơi bời ư? Sao bây giờ lại để Chu Dương giành quyền chủ động trước là sao? Tên Phùng Tiến Kinh này lại vâng vâng dạ dạ là thế nào? Thực ra trong lòng Phùng Tiến Kinh cũng rất bực bội. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, hắn chưa từng gặp trường hợp này. Trước đây hắn đi đâu cũng được mọi người hùa theo nịnh nọt dè chừng, thậm chí khi xảy ra mâu thuẫn xung đột cũng là dùng nhà cửa, tiền bạc để giải quyết, sao có thể vừa gặp liền đánh người như này. Hoàn toàn không cho hắn một cơ hội để khoe khoang sự giàu có của mình. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng trước, đợi thời cơ đến, sau đó sẽ hung hăng mà khoe tiền tài và nhà cửa của mình. Hắn tin rằng lúc đó Chu Dương sẽ hối hận. Mà bây giờ, cơ hội này đã đến. Anh thanh niên, tôi không biết anh là ai mà anh lại vung tay tát tôi ba cái, lát nữa anh sẽ phải hối hận, bởi vì anh không biết tôi là ai đâu. Phùng Tiến Kinh ổn định lại tinh thần, kiêu ngạo hất mặt lên trời và nói. Ồ, thật sao, vậy rốt cuộc anh có thân phận gì? Chu Dương hỏi. Con trai cả của Phùng gia, người thừa kế của gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải. Phùng Tiến Kinh tự hào nói. Hắn vừa dứt lời thì đám người của Tạ gia đều trở nên phấn khích. Người thừa kế của gia đình giàu có nhất ở Đông Hải, thật quá bá đạo. Chu Dương lại mỉm cười, sau đó anh lật tay tát vào mặt hắn thêm một cái. Vậy thì sao, sau đó thế nào, chỉ có thôi à, người thừa kế của gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải, chỉ có vậy thôi sao? Rốt cuộc anh muốn thể hiện cái gì? Chương 1087, thế này sao? Chu Dương lạnh lùng nhìn Phùng Tiến Kinh chằm chằm và hỏi một cách chế giễu. Nói thật, Chu Dương không rõ tên Phùng Tiến Kinh này là người thế nào, Chu Dương vẫn chưa xác định rõ, theo lý thuyết thì anh sẽ không trừng phạt hắn nhiều như vậy. Nhưng Chu Dương biết tên này nhất định không phải kiểu người tốt đẹp gì. Không phải là do tên này mở miệng ra là nói loại ngôn ngữ người không ra người chim không ra chim, loại người đó tuy rằng đáng bị ăn đánh. Nhưng nói thẳng ra thì chính là tính cách thích khoe khoang của con người thôi. Lý do Chu Dương đánh hắn không phải vì chuyện này, anh chỉ cảm thấy tên này biết rõ Tạ Linh Ngọc không thích hắn mà vẫn cố bám lấy, thậm chí hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Tạ Linh Ngọc, rõ ràng biết Tạ Linh Ngọc đã kết hôn nhưng hắn vẫn cố gắng tặng quà cho Tạ Linh Ngọc. Một người đàn ông như vậy có thể là thứ tốt đẹp gì chứ? Đây mới là lý do Chu Dương đánh hắn. Nào, nói rõ đi. Rốt cuộc anh muốn thể hiện cái gì? Đừng nói những thứ vớ vẩn trước mặt tôi. Chu Dương nói. Không phải là tôi đang nói đó sao, anh có thể đừng liên tục đánh người như vậy được không? Phùng Tiến Kinh tức giận nằm dưới đất nói. Hắn không hề nói những lời vớ vẩn. Hắn đang nói rõ thân phận của bản thân, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể là thứ vớ vẩn được? Tôi bảo anh nói chuyện, ai cho phép anh tự giới thiệu bản thân?
Chu Dương nhíu mày nói, chuyện anh là người thừa kế trong gia đình giàu có đứng thứ hai thành phố Đông Hải thì có liên quan gì đến tôi? Sao lại nói chuyện này với tôi? Anh còn dám khẳng định những gì anh vừa nói không phải là những lời vớ vẩn nữa không? Nghe thấy những lời này, Phùng Tiến Kinh cũng cạn lời. Thì ra hắn và Chu Dương vẫn luôn lệch sóng đến như vậy. Hắn luôn muốn nhấn mạnh thân phận của mình, còn Chu Dương luôn muốn bảo hắn nói chuyện. Chờ đã, người này rốt cuộc là sao? Lẽ nào anh ta không hiểu thân phận này có ý nghĩa như thế nào trong xã hội à? Phùng Tiến Kinh đột nhiên nhớ tới vừa rồi Chu Dương đã nghe rõ thân phận của hắn rồi, anh rõ ràng đã biết hắn là người thừa kế trong gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải, vậy mà vẫn dám đánh hắn. Tên này thực sự không thèm quan tâm đến thân phận của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào anh ta là một kẻ ngốc? Anh ta không có kinh nghiệm gì trong xã hội? Hay anh ta là một ông trùm, địa vị của anh ta đã đạt đến một trình độ nhất định? Nhưng Phùng Tiến Kinh đã nhanh chóng loại trừ khả năng thứ hai. Đùa gì chứ, nếu như Chu Dương thật sự là một ông trùm lớn, địa vị cao không thèm quan tâm ai cả, thì sao có thể xuất hiện ở đây với bộ dạng này? Đám người Tạ gia cũng không nên sợ hãi quỳ xuống, bên cạnh anh ta cũng không cần có 10 hay 8 tên đàn em đi theo. Loại bỏ khả năng thứ hai thì chỉ có thể là khả năng thứ nhất, Chu Dương là một kẻ ngu ngốc, không có kinh nghiệm xã hội, không hiểu địa vị và tiền bạc nghĩa là gì. Dừng lại, chờ một chút, anh muốn tôi nói cái gì đó có ích đúng không? Rất nhanh thôi, anh chờ tôi một lát, anh sẽ biết là rốt cuộc là tôi đang nói gì. Phùng Tiến Kinh vội vàng tách khỏi Chu Dương, vì sợ Chu Dương sẽ tiếp tục đánh hắn. Hắn lùi về phía sau hai bước, mở cặp sách chứa đầy tiền giấy đỏ tươi, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Anh thấy không, đây là quà tôi chuẩn bị cho Tạ Linh Ngọc, tổng trị giá 2 triệu tệ, Phùng Tiến Kinh nói với vẻ tự hào. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Chu Dương, hy vọng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và sợ hãi trong đó. Nhưng hắn đã thất bại, Chu Dương chỉ có vẻ mặt thất vọng, sau đó nhìn hắn như nhìn một kẻ đần độn và nói, làm gì vậy? Sau đó thì sao, không phải chỉ có 2 triệu tệ thôi ư? Phùng Tiến Kinh bỗng chốc không nói nên lời, này đại ca ơi, anh có biết 2 triệu tệ thực sự có ý nghĩa gì không đấy? Anh nói dễ dàng như vậy. Anh có biết 2 triệu này có thể làm được bao nhiêu việc không? Anh có biết rằng có rất nhiều người dùng cả cuộc đời cũng không thể kiếm được 2 triệu tệ hay không? Ví dụ, anh nhìn những người thân của Tạ gia này đi, mắt của bọn họ gần như muốn rớt ra rồi đó. Nhưng không có cách nào khác, Chu Dương thật sự không hứng thú với mấy thứ này, xem ra với chút tiền mặt này cũng không thể làm cho anh sợ hãi. Phùng Tiến Kinh thầm thở dài, lần này hắn thật sự gặp phải kẻ ngốc. Hắn lại lấy điện thoại ra, gọi điện và nói, chờ một lát, tôi sẽ khiến anh hiểu là tôi đang nói cái gì. Bao lâu, Chu Dương sốt ruột nói. 10 phút, Phùng Tiến Kinh nghiến răng nói. Lần này, hắn nhất định phải khiến Chu Dương quỳ xuống. Theo suy nghĩ của hắn, Chu Dương là một kẻ ngốc, không hiểu ý nghĩa của tiền bạc và địa vị, vậy thì cũng không quan trọng, hắn có thể gọi đám côn đồ đến đây. Chỉ cần có thể gọi mấy chục tên côn đồ. Người như Chu Dương vốn hiểu biết ít ỏi, nên có khi nhìn thấy từ xa liền kinh ngạc mà quỳ xuống đất với mình chăng? Được, tôi chờ anh 10 phút, Chu Dương xua tay nói. 10 phút sau, Phùng Tiến Kinh gọi đến một đám côn đồ, mỗi người cầm một cây gậy lớn, trệ y người có những hình xăm lạ kỳ dị, nói chuyện ầm ĩ như tiếng la hét, trông rất oai phong. Phùng Tiến Kinh lập tức hả hê vui sướng thằng danh, anh còn ngông cuồng với tôi thế nào nữa đây? Không phải vừa nãy anh còn đánh tôi rất thoải mái sao? Nào đến đây, anh thử đánh tôi xem. Không phải anh vừa nói những điều tôi nói đều là thứ vớ vẩn ư? Vậy bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh những lời tôi vừa nói có ý nghĩa gì? Thân phận, địa vị, sự giàu có, đây là những điều cơ bản của sự sống còn, mà tôi có thân phận là người thừa kế trong gia tộc giàu có đứng thứ hai ở Đông Hải, do đó tôi đều có được những thứ này, vì vậy, khắp thành phố Đông Hải, về cơ bản thì tôi là người có toàn bộ mọi thứ. Nhìn thấy chưa, tôi có thể gọi những người này đến chỉ bằng một cuộc điện thoại, nhưng còn anh thì sao, cho dù anh có thể võ thì có thể làm được gì? Một mình anh có thể đánh được tôi, nhưng anh có thể đánh được nhiều người như vậy sao? Phùng Tiến Kinh rất vui mừng, thầm nghĩ rằng cuối cùng mình đã giành lại được thế chủ động. Nhưng Chu Dương lại nghiêm túc gật đầu nói, có thể. Cái gì mà có thể, Phùng Tiến Kinh sửng sốt. Tôi có thể đánh bại nhiều người như vậy,
Chu Dương nói. Phùng Tiến Kinh lại sững người một hồi, rồi phá lên cười, bọn côn đồ ở phía sau cũng cười theo, còn có người vừa cười vừa huýt sáo. Vừa định tiếp tục cười nhạo Chu Dương thì đột nhiên anh di chuyển. Xuất hiện ngay trước mặt hắn như một bóng ma, anh đang cười cái gì? Rất vui sao? Bóng dáng của anh lại xuất hiện trước mặt đám côn đồ đang huýt sáo, sao anh lại huýt sáo? Vui lắm à? Một phút sau, đám côn đồ do Phùng Tiến Kinh gọi đến đều nằm chê y mặt đất, bị Chu Dương chất chồng lên thành một bức tường người. Phùng Tiến Kinh cũng bị anh ném lên đó, Chu Dương ngồi xổm ở chê y vị trí cao nhất của bức tường người, hờ hững lấy điện thoại di động ra. Thực ra thì những gì anh nói về thân phận và địa vị đó, tôi cũng hiểu đôi chút. Có thể gọi người đến thì là thể hiện được thân phận và địa vị như cách làm của anh đúng không? Chu Dương gọi điện thoại cho Hổ ra, đưa thêm vài người đến đây. Chương 1088, bố anh tới rồi. Chu Dương chỉ nói hai câu đơn giản. Câu thứ nhất là dẫn thêm người tới đây. Câu thứ hai là địa chỉ nhà Tạ Linh Ngọc. Nói một cách hợp lý thì nhà của Tạ Linh Ngọc nằm ở trong một khu dân cư rất bình thường. Bảo Hổ ra dẫn nhiều người tới, thì đúng là lớn chuyện đây. Nhưng làm lớn chuyện cũng chẳng sao, dù sao Chu Dương cũng chẳng làm chuyện gì dối lòng. Lớn chuyện càng dễ khiến cho mấy kẻ nên ngậm mồm phải ngậm mồm lại. Chẳng mấy chốc Hổ ra đã dẫn người tới rồi. Hơn 100 người. Trong đó còn có hơn 30 tông sư võ giả. Hổ ra không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên mười mấy tông sư võ giả trấn thủ trong Hứa gia và cả các đệ tử sắp đạt tới cảnh giới tông sư võ giả đều được ông dẫn tới hết. Đội ngũ này rất nhanh đã kinh động đến mọi thế lực cấp cao trong thành phố Đông Hải. Những gia tộc lớn nhỏ đó đều kéo tới. Ngay cả hai người bình thường là bố của Phùng Tiến Kinh Phùng Khai Sơn và người giàu có nhất thành phố Đông Hải lúc đầu Lý Đại Hải cũng kéo tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà lại khiến Hứa gia điều động một thế trận lớn thế. Hơn nữa còn trắng trợn như vậy. Anh cho tôi 3 phút, Chu Dương lạnh lùng tắt máy, rồi đi tới bên cửa sổ. Nhãi danh, rốt cuộc anh muốn nói điều gì, đến giờ Phùng Tiến Kinh vẫn cứng đầu. Được, dù anh đánh được và đánh thắng luôn mấy người mà tôi gọi tới này. Nhưng anh biết không, tôi gọi mấy người này tới không phải muốn đánh nhau với anh. Tôi chỉ muốn cho anh thấy ý nghĩa của người có địa vị tí thôi. Anh thấy đó, với thân phận của tôi thì chỉ cần gọi bừa một cuộc đã gọi được nhiều người tới rồi. Nếu tôi nghiêm túc thì thật ra còn có thể gọi nhiều hơn, tôi có thể gọi mấy trăm mấy nghìn người tới, dù anh có đánh nhau giỏi như nào thì liệu anh đánh lại nhiều người vậy không? Phùng Tiến Kinh đứng đằng sau lại nhảy liên tục. Chu Dương quay người lại, ra dấu với hắn là đừng nói nữa, suỵt, giữ yên lặng. Tôi đã nói rồi, đợi tôi 3 phút. Hừ, anh không thể hiểu được ý tôi nói. Cho anh 3 phút thì sao nào? Phùng Tiến Kinh từ vách tường người bò dậy, từ từ đi tới phía sau Chu Dương, nhìn theo ra ngoài cửa sổ. Sau đó những người khác ở trong phòng khách cũng dần đứng dậy, tất cả đều đứng sau Chu Dương nhìn theo ra phía ngoài. Như thể có một sức lôi cuốn kỳ lạ, Chu Dương vừa đánh họ một trận điên cuồng, giờ bỗng nhiên đều yên lặng nhìn ra ngoài như thể lúc nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Điều này đã thu hút lòng hiếu kỳ của họ, cho nên tất cả họ đều nhìn chằm ra ngoài cửa sổ, họ muốn xem thử rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ như thế, 3 phút dần trôi qua. Khu dân cư đang yên ắng thì bỗng có một đoàn xe sang đi vào. Một đoàn xe rất dài. Có 30 chiếc xe. Hơn nữa còn toàn là xe sang, chiếc rẻ nhất cũng tầm cỡ xe Audi. Chuyện này là sao, cuối cùng có một người của Tạ gia không nhịn được mà lên tiếng. Chẳng lẽ số xe sang đó đều liên quan tới Chu Dương? Không thể nào, sao chỉ một cuộc gọi của Chu Dương mà có thể điều động được nhiều người thế? Nhưng quả thật số xe sang này đang đi về phía họ. Chỗ đỗ xe ở trong khu dân cư vốn đã ít. Chu Dương ngồi chê y bệ cửa sổ lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhìn những chiếc xe đó như ruồi không đầu đi tìm kiếm chỗ đỗ xe, mãi mới đỗ xong hết. Tiếp sau đó từng người mặc đồ đen xuống xe, lao vào tòa nhà của bọn họ như những buổi huấn luyện nghiêm khắc thường ngày. Chẳng lẽ là Chu Dương gọi tới thật sao, có người tự lẩm bẩm một mình. Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng bước chân bên cầu thang, dẫn đầu là Hổ gia, những người mặc áo đen đó đứng thành hai hàng đi vào phòng khách chật chội. Chu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Hổ gia liếc quanh phòng khách rồi đi tới trước mặt Chu Dương cung kính hỏi. Chu Dương quay đầu nhìn ông,
mỉm cười nói, không có gì, ông bớt chút thời gian ở đây cùng tôi lúc. Hổ ra hơi khó hiểu, ông nhìn mọi người xung quanh rồi im lặng. Nhưng tất cả những người trong Tạ gia đều hoảng hốt. Những người này đều do Chu Dương gọi tới. Sao Chu Dương lại có bản lĩnh lớn thế? Phùng Tiến Kinh cũng hơi sững sờ, xem ra Chu Dương cũng không phải kẻ ngốc. Nhưng hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy số xe này đều là xe sang, nhưng nếu hắn mà ra tay hết sức thì cũng có thể gọi cả đoàn xe như vậy tới giúp mình. Có điều hắn luôn cảm thấy Hổ gia quen mặt, nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã gặp ở đâu. Đây là người mà anh gọi tới sao? Phùng Tiến Kinh nuốt nước bọt nói. Lúc này hắn đã nhìn thẳng vào Chu Dương, cho rằng Chu Dương đã có tư cách để nói chuyện với hắn rồi. Nhưng Chu Dương chỉ mỉm cười, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của hắn, cái này chỉ là một phần trong số đó, phía sau vẫn còn. Tuy Chu Dương chỉ gọi một cuộc điện thoại, nhưng cuộc gọi này quá phách lối, nên anh hoàn toàn có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Hổ gia nhận được cuộc gọi phách lối đó của Chu Dương ắt sẽ huy động toàn bộ lực lượng trong Hứa gia. Việc này ắt sẽ dấy lên một làn sóng lớn. Nên phía sau vẫn còn chuyện hay. Quả nhiên Chu Dương vừa dứt lời, một đoàn xe sang đã kéo vào khu dân cư. Lúc đoàn xe này không tìm được chỗ đỗ xe thì họ cũng chẳng thể quay xe ra được, bởi vì cũng có một đoàn xe khác xuất hiện ở sau đoàn xe này. Đoàn xe vật lộn được nửa phút, đám người đó nhao nhao mở cửa xe, bỏ luôn xe ở giữa khu dân cư rồi chạy vào tòa nhà chỗ Chu Dương. Phía sau vẫn còn một đoàn người ùn ùn đi về trước. Lần này thì Phùng Tiến Kinh không ngồi yên được nữa. Nhóm đầu tiên cũng chỉ có 3-40 xe, hơn 100 người tới mà thôi. Nhưng sau đó là chuyện quái quỷ gì vậy? Sao nhiều người thế? Chỗ họ nhìn thấy đã đỗ đầy xe sang rồi. Nhưng với đoàn người từ đằng sau ùn ùn kéo tới thì quả thật không biết đoàn xe này xếp dài bao cây. Những người này đều do anh gọi tới ư? Phùng Tiến Kinh hơi sợ rồi. Lần này hắn đã động phải con quái vật gì đây? Chu Dương lại cười, khẽ lắc đầu nói, nếu tôi nói tất cả họ là do tôi gọi tới, anh tin không? Phùng Tiến Kinh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Gật đầu là vì trực giác của hắn đoán những người này hình như đều chạy về hướng Chu Dương. Còn lắc đầu là vì hắn cảm thấy chuyện này giả quá. Giả đến mức hắn không dám tin. Chu Dương cũng lắc đầu, đúng là không phải tôi gọi tất cả họ đến. Nhưng thú vị là chắc họ đang nhắm tới tôi, à đúng rồi, chắc bố anh cũng tới đó, anh tin không? Chương 1089, sốc. Tôi, bố tôi, Phùng Tiến Kinh nghẹn họng, hắn nói lắp bắp. Bình thường khi nhắc đến bộ dạng hắn ta sẽ rất tự tin, tâm thế tự hào. Nhưng lần này, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi. Giống như người bố toàn năng của hắn không thể đem lại cảm giác an toàn cho hắn, hơn nữa, bố hắn cũng gặp khó khăn ở đây. Cuối cùng hắn cũng ý thức được, Chu Dương trước mắt không phải người trong tưởng tượng của hắn. Tầng lớp của Chu Dương, khéo đã vượt xa những gì hắn hình dung. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang vọng trong thang máy, một nhóm người nữa xông vào. Lúc này, tựa hồ không đứng nổi trong phòng khách nữa. Nên buộc phải đuổi mấy người mặc đồ đen trông chừng ở cửa ra ngoài. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn sánh vai bước tới. Đầu tiên bọn họ thấy Hổ gia. Hổ gia, xảy ra chuyện gì vậy, sao đánh nhau lớn thế? Hổ gia không nói gì, dùng tay chỉ vào Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương đang ngồi chê y cửa sổ hút thuốc, sắc mặt Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn nhanh chóng nghiêm nghị lại. Bọn họ bước lên trước, cung kính khom người, Chu tiên sinh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Dương khẽ mỉm cười, thật ra thì không có chuyện gì, chủ yếu là muốn các ông đứng ra làm chứng. Ngoài ra, các ông nhìn xem, ở ngoài cửa chờ, có hai người trung niên đúng không? À, phải hình dung bọn họ thế nào nhỉ? Chắc là người giàu nhất và giàu nhì ở Đông Hải. Nghe đến đây, trong lòng Phùng Tiến Kinh chết lặng một chút. Giàu thứ hai ở Đông Hải không phải là bố hắn sao? Chẳng lẽ bố hắn tới thật? Nhưng hắn không dám lên tiếng. Tô Thế Minh gật đầu, rồi truyền mệnh lệnh này xuống. Lúc này, những người có thể đứng trong phòng, căn bản là tộc trưởng của các gia tộc đứng đầu. Những tộc trưởng yếu thế hơn một chút, dù cũng là những nhân vật hô mưa gọi gió ở Đông Hải, nhưng lúc này cũng không được vào phòng này. Người bình thường như Lý Đại Hải và Phùng Khai Sơn, đương nhiên chỉ có thể đứng ở góc phòng,
im lặng lắng nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ông Lý, ông nhiều mưu mô, thử nói xem ở đây có chuyện gì vậy. Chúng ta sống lâu như vậy, mà chưa từng thấy Đông Hải phát sinh một chiến trận lớn đến thế này, Phùng Khai Sơn nói với Lý Đại Hải. Lý Đại Hải nhíu mày, chuyện này tôi quả thật nhìn không ra. Nhưng rõ ràng là ở Đông Hải này khẳng định có một nhân vật rất tầm cỡ quan hệ với cấp trên. Cục diện ở Đông Hải e là phải thay đổi. Lúc nói những lời này, trong đầu Lý Đại Hải tự động xuất hiện hình ảnh bất cần của Chu Dương. Một thanh niên trẻ giấu tài, chưa từng xuất hiện trước đám đông, có thể làm được chuyện này không? Lúc này, bọn họ nhận được thông báo từ bên trong, chỉ đích danh hai người họ tiến vào phòng. Điều này khiến bọn họ vừa mừng vừa lo. Trong gian phòng kia, đến cả tộc trưởng cao cấp của gia tộc hạng hai cũng không vào được. Hai người bình thường như bọn họ có thể vào thật sao? Nếu được chỉ đích danh, tức là có thể. Hai người họ gần như chào hỏi suốt từ lúc đặt chân lên hành lang. Bởi vì từ tầng này, gần như là tuyến đường phân chia kim tự tháp quyền lực ở Đông Hải. Một tầng một cấp bậc, nhân vật nào gặp phải cũng có thân phận lớn hơn một phần. Dĩ nhiên, người yếu nhất cũng mạnh hơn hai người họ. Lên đến tầng cao nhất thì càng kinh hãi. Lúc này mới ở tầng 3, mà đã xuất hiện gia chủ của thế gia hạng 2. Vậy nhân vật ở trong phòng kia, rốt cuộc có thân phận gì? Hai người họ cuối cùng cũng tới nơi. Vừa mới nhìn vào phòng, bọn họ thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống đất. Gia chủ của gia tộc đứng đầu trong các gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, gia chủ Tô Thế Minh. Có cả gia tộc từng đứng đầu các gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, giờ đứng thứ hai, gia chủ Tôn gia Tôn Càn Khôn. Trong phòng là hai nhân vật lớn này. Càng khoa trương hơn là hai nhân vật này vẫn đứng sau hai người nữa. Hai người họ đứng sau lưng Hổ gia. Hổ gia đứng hơi nhô ra, thể hiện thân phận độc nhất vô nhị của mình. Chẳng lẽ người đó chính là tộc trưởng gia tộc ẩn giật Hứa gia trong truyền thuyết? Lý Đại Hải và Phùng Khai Sơn biết Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn, song không nhận ra Hổ gia, chỉ loáng thoáng nghe truyền thuyết về Hổ gia. Hổ gia giờ đã xuất hiện. Nhưng Hổ gia không phải đứng ở vị trí đầu tiên trong căn phòng này. Mà vị trí đó là một người thanh niên trẻ đang ngồi chê y bệ cửa sổ hút thuốc. Chu Dương. Khoảnh khắc thấy Chu Dương, trong lòng Lý Đại Hải kinh ngạc, quả nhiên là cậu ta. Phùng Khai Sơn không nhận ra Chu Dương. Nhưng ông ta thấy con trai Phùng Tiến Kinh của mình. Trò đùa này nực cười quá rồi. Sao con trai ông ta lại xuất hiện trong căn phòng này? Hai người họ đi vào. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Chu Dương chậm rãi nhả làn khói mờ, sau đó quay đầu lại. Trước tiên, anh lên tiếng chào Lý Đại Hải, ông chủ Lý, lại gặp nhau rồi. Lý Đại Hải dạ dạ vâng vâng, gật đầu đáp Chu tiên sinh. Chu Dương quay sang nhìn Phùng Khai Sơn. Ông chủ Phùng, Chu Dương hỏi. Phùng Khai Sơn cũng y như Lý Đại Hải, trả lời giống hệt Chu tiên sinh. Đừng căng thẳng. Chu Dương nhảy từ bệ cửa sổ xuống, đi tới trước mặt ông ta, chỉnh lại trang phục, ông là người giàu thứ hai ở Đông Hải đúng không? Phải có chút thể diện chứ? Không, không dám, Phùng Khai Sơn suýt bật khóc. Để Chu Dương chỉnh lại quần áo cho ông ta. Đùa à, ông ta quỳ xuống lau giày cho anh còn không đủ tư cách ấy chứ? Nhưng lúc này ông ta cũng không dám trốn nên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cảm thấy mỗi giây trôi qua dài như một năm. Chu Dương chỉ đơn giản là chỉnh lại quần áo cho ông ta, sau đó vẫy tay gọi Phùng Tiến Kinh tới. Lúc này sao Phùng Tiến Kinh dám cự tuyệt, chỉ lật đật chạy tới. Đây là con trai ông à, Chu Dương hỏi. Phùng Khai Sơn nhìn con trai mình với ánh mắt hoài nghi không chắc, sau đó lại nhìn Chu Dương, lúc này không thừa nhận là đúng hay không. Sao thế, ông chủ Phùng, ngay cả con trai ông cũng không nhận ra sao, Chu Dương lại hỏi. Phùng Khai Sơn khóc toáng lên, vừa khóc vừa quỳ xuống, Chu tiên sinh, thật sự tôi không biết xảy ra chuyện gì. Nếu con trai tôi làm sai chuyện gì, xin cậu hãy tha nó một đường sống. Cảnh tượng này nhìn quen quen, Lý Đại Hải đứng bên cạnh thầm nghĩ lại. Chu Dương mỉm cười, thật ra con trai ông không làm gì sai. Chỉ là, anh ta muốn dạy tôi thế nào là địa vị và thân phận, nên tôi muốn học tập anh ta một chút thôi. Chương 1090, đảo ngược. Lời nói của Chu Dương đã làm dậy sóng một phen. Người trong phòng khách lập tức cảm thấy ớn lạnh. Phùng Tiến Kinh này có phải hơi nông nổi rồi không?
dạy Chu Dương biết cái gì gọi là địa vị. Địa vị là gì, Chu Dương mới được gọi là địa vị đấy. Những người có mặt ở đó có ai không phải là nhân vật lớn có quyền có thế mà vẫn vâng dạ, cúi mình ở trước mặt Chu Dương. Lúc này Phùng Khai Sơn thực sự suy sụp. Chu tiên sinh, đây thật sự là hiểu lầm, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, cậu đừng so đo với nó, Phùng Khai Sơn vừa khóc vừa nói. Chu Dương vẫn chưa nói gì, Lý Đại Hải ở bên cạnh lại vỗ vai ông ta. Ông Phùng, Lý Đại Hải lắc đầu nói, đừng nói mấy lời vô dụng này nữa. Cái gì mà trẻ con với không trẻ con, sai chính là sai, đã sai thì phải chịu phạt. Lẽ nào ông quên chuyện công ty của tôi 3 ngày trước? Lý Đại Hải chưa nói hết câu nhưng Phùng Khai Sơn đã nhận ra ông ta có ý gì. Công ty của ông cũng vì nguyên nhân này sao? Phùng Khai Sơn và Lý Đại Hải là người giàu nhất và giàu thứ hai trong số những người bình thường, dĩ nhiên hai người là bạn tốt nhiều năm. Thế nên sau khi công ty của Lý Đại Hải phá sản, ông ta lập tức tìm đến Phùng Khai Sơn để bàn cách vực dậy công ty. Thật ra cho đến giờ, Phùng Khai Sơn vẫn không tin công ty của Lý Đại Hải thật sự bị phá sản. Chuyện này quá sức viễn vông, người nào mà vừa động một ngón tay đã có thể quét sạch sẽ nỗ lực mấy chục năm trời của Lý Đại Hải. Nhưng bây giờ ông ta đã tin, hơn nữa hình như chuyện như này cũng sắp ập lên đầu ông ta. Tình huống của chúng ta giống nhau như đúc, Lý Đại Hải thở dài nói. Nói xong, Lý Đại Hải lại nhìn Chu Dương, Chu tiên sinh, tôi đã hiểu chuyện cậu nhắc đến rồi. Tôi sẽ làm công cho cậu 10 năm, xin cậu hãy khôi phục lại tập đoàn thời trang Đại Hải của tôi. Đồng thời tôi còn muốn cầu xin cho ông Phùng. Chu Dương khẽ cười nhìn hai người này, sau đó nói, tôi đã nhận được hồi âm của ông rồi. Nhưng đến cầu xin thương tình thì không cần đâu vì tôi không định ra tay với họ. Chu Dương kéo Phùng Tiến Kinh lại gần và hỏi hắn, nào, bây giờ nhắc lại suy nghĩ của anh xem nào. Không phải anh muốn nói cho tôi biết địa vị là gì sao? Giờ nói tiếp đi, sau khi hiểu rõ địa vị là gì, anh còn muốn nói gì nữa không? Phùng Tiến Kinh toát mồ hôi lạnh, hắn lớn chừng này tuổi nhưng chưa từng sợ hãi như vậy. Đùa gì chứ, hắn dạy Chu Dương địa vị là gì? Hắn dựa vào cái gì mà dạy bảo Chu Dương đây? Vì thế hắn thành thật nói, Chu tiên sinh, là mắt chó của tôi không biết nhìn người. Tôi xin lỗi, anh cứ xem tôi như không khí là được. Vậy à, Chu Dương không cảm thấy bất ngờ với câu vừa rồi của Phùng Tiến Kinh, vì anh đã gặp quá nhiều người như vậy rồi. Dù sao mục đích cuối cùng của anh cũng không phải là bắt nạt kẻ nhàm chán này. Anh cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với chuyện như vậy, sở dĩ hôm nay tạo ra động tĩnh lớn là muốn nói cho cả thành phố Đông Hải biết Chu Dương anh không phải là quả hồng mềm có thể mặc người khác nắn bóp. Chỉ có lộ ra chút nanh vuốt của mình mới có thể ngăn mấy nhân vật nhỏ này lại. Vì thế Chu Dương lại nói, nếu đã không định dạy cho tôi địa vị là gì thì chúng ta nói chuyện khác đi. Hôm nay anh làm gì ở đây? Tặng sính lễ cho Linh Ngọc sao? 2 triệu, thật hào phóng nhưng Linh Ngọc có đồng ý nhận sính lễ của anh không? Chu Dương lạnh lùng nói. Lời nói này lại dậy lên một làn sóng nữa. Phùng Tiến Kinh này đúng là to gan. Thế mà lại tặng sính lễ cho vợ của Chu Dương. Đây không phải là muốn tìm đến cái chết sao? Tất nhiên có thể đoán được phản ứng của Phùng Tiến Kinh, dĩ nhiên là xin lỗi, lời xin lỗi cho sự ngu ngốc của mình. Bây giờ ngoài xin lỗi ra, hắn cũng không biết mình nên làm gì. Được rồi, tôi rất mệt khi phải nghe mấy lý do nhàm chán của anh, Chu Dương lạnh lùng xua tay, nếu anh đã biết sai rồi thì biến khỏi đây ngay, nên nhớ sau này đừng lãng vãng trước mặt tôi nữa. Tiễn Phùng Tiến Kinh rời đi, Chu Dương lại nhìn mấy người họ hàng Tạ gia ở trước mặt. Tiếp theo đến phần quan trọng rồi. Bây giờ các người có gì muốn nói không? Tôi muốn dẫn Linh Ngọc đi, các người còn có ý kiến gì không? Chu Dương hỏi. Người Tạ gia đồng thời nuốt nước bọt. Họ còn có thể có ý kiến gì sao? Hiện giờ không ai còn nghi ngờ về thân phận của Chu Dương nữa. Cũng không nhìn xem những người có mặt ở đây là ai. Mặc dù đa số họ đều không nhận ra những người này nhưng họ đã nghe nói về Phùng Khai Sơn và Lý Đại Hải. Trong mắt bọn họ, hai người mà không ai có thể với tới này lại không có tiếng nói nào trước mặt đàn em của Chu Dương. Điều này chứng tỏ thân phận của Chu Dương chắc chắn vượt xa tưởng tượng của họ. Ha ha, chuyện đó, Chu Dương à, sao cậu có thể nói vậy? Cậu là chồng của Linh Ngọc, hai đứa là vợ chồng hợp pháp, chúng ta đều là người một nhà.
tại sao bọn tôi lại ngăn cản cậu chứ? Ngay lập tức có người mặt dày nói. Dã tâm những người Tạ gia này cũng lớn thật. Sau khi biết thân phận của Chu Dương, phản ứng đầu tiên của họ không phải là sợ hãi mà là bất ngờ. Tốt quá rồi. Chu Dương có tiền như vậy, hơn nữa còn là chồng của Linh Ngọc, tức là Tạ gia bọn họ cũng sẽ phát đạt hơn. Điều họ lo lắng nhất hiện giờ là làm sao mới có thể gia tăng mối quan hệ tốt đẹp với Chu Dương. Đúng vậy, người một nhà chúng ta mà còn nói hai nhà làm gì chứ? Ha ha, Chu Dương à, cậu đừng để chuyện vừa rồi trong lòng nhé. Lúc nãy bọn tôi làm vậy thật ra đều vì muốn tốt cho cậu thôi. Thật ra không ai trong chúng tôi có ý muốn tách cậu với Linh Ngọc ra cả. Bọn tôi đã nhìn ra cậu là một nhân tài, cho nên chúng tôi chỉ muốn khuyến khích cậu để cậu trở nên tốt hơn thôi. Hiện giờ cậu đã thành công như vậy thì chúng tôi cũng không cần phí công nữa rồi. Cậu phải chăm sóc tốt cho Linh Ngọc đấy. Đám người Tạ gia nhao nhao nói, thậm chí còn cười hớn hở, dường như bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chu Dương im lặng một lúc, đợi người Tạ gia yên lặng hết. Đám người Tạ gia đó cũng nhận ra thái độ của Chu Dương không đúng lắm. Sao nãy giờ không lên tiếng thế? Họ liền câm như hến. Lúc này Chu Dương mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói, vừa rồi là ai gọi tên tôi vậy? Tên của tôi cũng có thể để các người tùy ý gọi như vậy à? Người nào có mặt ở đây không phải là nhân vật lớn, không có địa vị cao bằng các người, họ đều gọi tôi là Chu Tiên Sinh. Các người có tư cách gì gọi thẳng tên tôi thế? Chu Dương lạnh lùng nói, không hề nể mặt bọn họ một chút nào. Chương 1091, Thẩm Bích Quân biến mất. Chu Dương đã hạ quyết tâm. Anh sẽ không mềm lòng mà cho mấy người Tạ gia này bất kỳ cơ hội nào nữa. Nếu đã bại lộ thân phận của mình vậy anh phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với đám người Tạ gia này. Cũng thật buồn cười, ước hát yêu ta mình bao lâu nay, bây giờ mình vừa xác nhận thân phận, lại chạy đến nịnh nọt thì mình phải tha thứ sao? Chê y đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Chu Dương ra hiệu cho Hổ gia, giải quyết những người vừa rồi gọi thẳng tên tôi đi. Hổ gia cũng không nhiều lời đã thẳng thừng vung tay lên. Mấy người mặc đồ đen lập tức đi đến kéo mấy người Tạ gia kia xuống. Những người còn lại trong Tạ gia không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau mới có người lấy hết can đảm nói, Chu tiên sinh, không đến nông nỗi đấy chứ, nói sao thì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà mà. Lẽ nào cậu vẫn muốn ra tay với người nhà của mình sao? Hiện giờ cậu thành công rồi, cậu công thành danh toại. Cậu không muốn để họ hàng như chúng tôi đi theo hưởng vinh hoa phú quý thì đã đành. Lẽ nào cậu còn muốn ra tay với chúng tôi sao? Dường như mấy người Tạ gia này cảm thấy mình vô cùng oan uổng nói. Sau khi biết về thân phận của Chu Dương, họ còn thầm vui mừng một hồi. Bởi vì họ nghĩ cuối cùng ngày tháng tươi đẹp cũng đến rồi. Nhưng bây giờ chuyện này là sao đây? Chu Dương thế mà lại trở mặt với họ. Điều này khiến họ cảm thấy rất khó chấp nhận. Còn muốn hưởng vinh hoa phú quý ư? Chu Dương cười khẩy. Cục diện khó chấp nhận được với người Tạ gia này lại khiến Chu Dương cảm thấy an tâm. Đám súc vật này cả ngày chỉ nghĩ đến việc ngồi không hưởng thụ, nếu thật sự làm theo ý của họ thì lẽ phải chê y đời này ở đâu. Đúng vậy, về mặt huyết thống vai vế, tôi đã kết hôn với Linh Ngọc, các người là họ hàng của tôi. Nhưng đám các người có thật sự coi tôi là con cháu trong nhà không? Tự tạo nghiệp thì có ngày sẽ bị nghiệp quật, đạo lý rất đơn giản. Xét thấy chúng ta từng là họ hàng nên hôm nay tôi có thể tha cho các người một lần. Sở dĩ hôm nay tôi gọi nhiều người đến như vậy, nói thẳng ra là muốn để mọi người làm chứng cho tôi, Chu Dương tôi và Tạ Linh Ngọc là vợ chồng. Nếu có ai muốn ngăn cản tôi thì dù có ra tay tôi cũng không khách sáo đâu. Chu Dương nói vô cùng ngắn gọn. Mục đích hôm nay anh gọi nhiều người đến đây là muốn ngăn mọi nhân vật nhỏ đến gây rắc rối cho anh. Anh có thể tha thứ cho đám người Tạ gia ích kỷ này nhưng đám người Tạ gia này cũng đừng mơ nhận được lợi ích nào từ anh. Chuyện này đến đây thôi, giải tán đi, Chu Dương nắm tay Tạ Linh Ngọc đi ra khỏi cửa. Lần này không có ai ngăn cản anh nữa. Hơn nữa có lẽ sau này cả thành phố Đông Hải sẽ không còn ai dám đến làm phiền Chu Dương. Sau khi Chu Dương rời đi và sắp xếp để Tôn Càn Khôn đưa mẹ của Tạ Linh Ngọc đến bệnh viện, bên Tạ gia thật sự nhà ai nấy về. Những họ hàng đó cũng không dám động đến nhà Tạ Linh Ngọc nữa. Còn về phần mẹ của Tạ Linh Ngọc, bây giờ Chu Dương cũng không nói chuyện gì với bà ta, mụ đàn bà đó chính là một kẻ ngốc.
nhưng Chu Dương tin Tạ Linh Ngọc có thể thuyết phục được mẹ của cô nếu đám họ hàng kia không xúi giục bà ta. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Bởi vì Chu Dương đã để lộ thân phận của mình, thậm chí công việc ở công ty danh Dương của anh cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa có Lý Đại Hải giúp anh lo liệu, sau khi Lý Đại Hải làm quen với công việc ở công ty danh Dương, Chu Dương hoàn toàn không cần đến công ty nữa. Đùa à, hiện giờ ai dám không giữ thể diện cho công ty Chu Dương chứ? Lý Đại Hải quả thực là người có năng lực, không bao lâu công ty danh Dương đã có thể hoạt động bình thường khi không có Chu Dương. Nhiệm vụ mỗi ngày của Chu Dương là ở nhà với vợ và mẹ, trong thời gian này, anh vẫn bị mẹ mình giục sinh con. Tạm thời Chu Dương và Tạ Linh Ngọc chưa có ý định gì về việc này, dù sao bây giờ nhìn Chu Dương có vẻ ổn định nhưng khi anh chưa trở về Chu gia thì cuộc sống của anh vẫn chưa thể nói là ổn định hoàn toàn. Chuyện có con này vẫn nên để lúc khác hẳn nói. Ngoài chuyện này có chút tranh cãi ra thì cuộc sống của Chu Dương gần như đã vô cùng thoải mái. Nhưng không biết tại sao gần đây tâm trạng của Chu Dương cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như thiếu gì đó. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Chu Dương cũng nghĩ không ra nhưng đôi lúc anh cũng vô thức cảm thấy rối bời. Hôm nay, Tạ Linh Ngọc dậy từ sớm, trang điểm xong cũng không nói gì với Chu Dương đã ra ngoài. Nhưng động tác của cô vẫn đánh thức Chu Dương, dù sao hiện giờ thính giác của Chu Dương rất nhạy cảm. Em đến công ty, Tạ Linh Ngọc ngượng ngùng nhìn Chu Dương, anh cứ ngủ đi, có lẽ tối qua anh rất mệt nhỉ. Anh không cần đến công ty nhưng em phải đi, nghe lời mau ngủ tiếp đi. Ha ha. Sức khỏe của anh rất tốt không cần nghỉ ngơi nữa. Anh đến công ty với em nhé, Chu Dương cũng cười nói. Nhưng Tạ Linh Ngọc vẫn không cho anh đi theo, lý do rất đơn giản, cô có một cuộc họp gấp không có thời gian đợi Chu Dương tắm rửa thay đồ. Tạ Linh Ngọc đi làm, lòng Chu Dương càng thêm trống trải. Lúc này anh nghĩ thôi thì cứ đến công ty một chuyến. Chê y đường đến công ty, anh lái chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân. Chu Dương mới nhớ tại sao anh vẫn luôn cảm thấy trống trải trong khoảng thời gian này rồi. Thẩm Bích Quân. Hình như đã rất lâu rồi anh không gặp Thẩm Bích Quân. Đã 2 tháng trôi qua kể từ sau chuyện của Tạ gia lần trước. Trong 2 tháng này, Chu Dương dành ra 1 tháng để bồi dưỡng Lý Đại Hải nên anh vẫn thường đến công ty. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Nhưng Thẩm Bích Quân cũng chưa từng đến công ty trong 1 tháng đó. Sau đó Chu Dương cũng không đến công ty, anh càng không có cơ hội gặp cô ấy. Dường như đã mất liên lạc. Không biết từ khi nào mà Thẩm Bích Quân như thể biến mất khỏi thế gian này. Chu Dương cảm thấy hoảng hốt, anh đạp mạnh chân ga chạy đến công ty danh Dương vừa quen thuộc vừa xa lạ với tốc độ nhanh nhất có thể. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, mọi người cũng chào hỏi anh rất nhiệt tình. Lúc này Diệp Sở Thiến trợ lý cũ của anh ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc còn nói đùa khi nhìn thấy Chu Dương, ôi, đây không phải là Chu Tổng của chúng ta à, hôm nay sao mà rảnh rỗi đến công ty vậy? Chu Dương không có tâm trạng đùa với cô, anh hỏi thẳng Thẩm Tổng đâu? Thẩm Tổng gì? Diệp Sở Thiến lại hỏi, công ty của chúng ta làm gì có Thẩm Tổng nào? Dù là quản lý cấp cao cũng chưa từng có người nào họ Thẩm cả. Chương 1092, thay đổi ký ức. Chu Dương sững sờ khi nghe câu trả lời của Diệp Sở Thiến. Chuyện gì vậy? Nếu nói Diệp Sở Thiến không gặp Thẩm Bích Quân trong một thời gian cũng được, Chu Dương đã sẵn sàng để nói Thẩm Bích Quân đã lâu không đi làm. Nhưng câu trả lời của Diệp Sở Thiến, rõ ràng là kiểu không quen biết Thẩm Bích Quân. Không phải, cô đùa gì vậy, sao cô có thể không quen biết Thẩm Bích Quân? Chu dù cô không quen Chu Dương tôi thì cũng không thể không quen biết Thẩm Bích Quân. Chu Dương hỏi, chủ tịch của công ty chúng ta là ai? Công ty danh Dương này chỉ có một chủ tịch, mà tất cả mọi người có lẽ đều biết, chủ tịch của công ty danh Dương chính là Thẩm Bích Quân, không phải sao? Nhưng câu trả lời của Diệp Sở Thiến rất chắc chắn, chủ tịch của công ty chúng ta không phải vẫn là Lâm Tổng Lâm Tử Ngọc sao? Chu Tổng, hôm nay anh làm sao vậy? Ngủ mơ à? Sắc mặt tò mò của Diệp Sở Thiến nhìn Chu Dương hỏi. Lâm Tử Ngọc. Nghe câu trả lời của Diệp Sở Thiến, Chu Dương chỉ thấy trong đầu mình là một mớ hỗn độn. Đùa kiểu gì vậy? Lâm Tử Ngọc kia là thứ gì? Công ty danh Dương trước giờ vẫn là của Thẩm Bích Quân mà. Từ đâu lòi ra một Lâm Tử Ngọc? Chu Dương nhìn chằm chằm Diệp Sở Thiến một hồi, đột nhiên đẩy cô ra, sau đó sải bước chạy về phòng làm việc của chủ tịch.
Phòng làm việc của chủ tịch không có ai, nhưng tài liệu đặt trên y bàn rất lộn xộn, cũng có nghĩa là cách đây không lâu vẫn còn người làm việc ở đây. Chu Dương sững sờ, sau đó đi đến trước bàn làm việc, cầm tài liệu trên y bàn lên đọc. Chữ ký của chủ tịch trong mỗi tập tài liệu đều viết tên của Lâm Tử Ngọc. Chu Dương đột nhiên hơi hốt hoảng. Anh lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, hơi ngỡ ngàng nhìn công ty vừa lạ vừa thân quen này. Có một thư ký đứng trước cửa, nhưng thư ký này của chủ tịch đương nhiên biết Chu Dương, mặc dù cảm thấy tò mò về hành động của Chu Dương, nhưng không hỏi gì cả. Chu Dương chủ động tìm anh ta, chủ tịch tên là Lâm Tử Ngọc ư. Chu Tổng, chủ tịch của công ty chúng ta vẫn là Lâm Tổng, có vấn đề gì sao? Thư ký dè dặt trả lời. Có vấn đề gì sao? Vấn đề quá lớn chứ. Chu Dương giữ chặt người thư ký liền muốn dạy dỗ anh ta cách làm người thế nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của người thư ký, Chu Dương lại mềm lòng. Anh hiểu rõ, chuyện này không phải là lỗi của thư ký này, dạy dỗ anh ta cũng không có ý nghĩa gì. Ngưu Xuyên đâu? Chu Dương lại hỏi. Bây giờ anh không tìm thấy bất kỳ ai đáng tin trong toàn bộ công ty. Chu Minh đã trở về Chu gia sau chuyện lần trước. Cũng có nghĩa rằng người duy nhất mà Chu Dương có thể tin cậy trong toàn bộ công ty, chỉ có một mình Ngưu Xuyên. Đội trưởng Ngưu có lẽ đang ở phòng bảo vệ, thư ký trả lời. Mặc dù Ngưu Xuyên chỉ là đội trưởng đội bảo vệ, nhưng mọi người đều biết quan hệ giữa cậu ấy với Chu Dương và Lâm Tử Ngọc rất tốt, cho nên về cơ bản nhân viên quản lý cấp cao của công ty Danh Dương hoặc thư ký chủ tịch cũng đều quen biết Ngưu Xuyên. Chu Dương đi thẳng đến phòng làm việc của Ngưu Xuyên. Cũng may, Ngưu Xuyên đang ở phòng làm việc, sau khi nhìn thấy Chu Dương, cậu ấy ngẩng đầu kinh ngạc, anh Dương. Sao anh đến đây? Nào, ngồi xuống uống ly trà, chắc lâu rồi anh không đến công ty. Chu Dương xua tay, tỏ ý Ngưu Xuyên không cần phiền phức như vậy. Sau đó anh nhìn Ngưu Xuyên hỏi thẳng vào vấn đề, Xuyên tử, cậu nói thật cho tôi, chủ tịch của công ty này rốt cuộc tên là gì? Ánh mắt của Chu Dương nhìn chằm chằm vào Ngưu Xuyên, hy vọng nhìn thấy sự thay đổi từ trong mắt của cậu ấy. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có sự kinh ngạc trong biểu cảm của Ngưu Xuyên, còn hơi khó hiểu về câu hỏi của Chu Dương. Đương nhiên, đây là một phản ứng rất bình thường. Anh Dương, sao anh đột nhiên hỏi như vậy? Chủ tịch của công ty chúng ta chắc chắn là Lâm Tổng Lâm Tử Ngọc, chẳng lẽ anh không quen cô ấy sao? Ngưu Xuyên đáp lại với vẻ tự nhiên, nhìn có vẻ không hề giấu giếm điều gì. Ngưu Xuyên không lừa mình, ngay cả cậu ấy cũng hoàn toàn quên một người tên Thẩm Bích Quân. Lúc này thậm chí bản thân Chu Dương cũng hơi nghi ngờ, lẽ nào trên y thế giới này thật sự không có người tên Thẩm Bích Quân? Là mình nhớ nhầm. Nhưng sao có thể nhớ nhầm? Đó là Thẩm Bích Quân đã từng hứng thay anh một nhát dao mà. Thẩm Bích Quân vì bảo vệ mẹ anh, chút nữa hy sinh tính mạng của bản thân. Chu Dương sao có thể quên người phụ nữ đó, sao anh có thể nhớ nhầm? Nhưng rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Tại sao giống như trên y thế giới chỉ còn lại một mình anh nhớ đến Thẩm Bích Quân? Ánh mắt Chu Dương trở nên trống rỗng, anh gục xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Ngưu Xuyên, cảm giác bất lực dâng lên. Vì lúc này anh đột nhiên phát hiện mình không biết bắt đầu từ đâu. Thẩm Bích Quân, giống như thật sự biến mất trong không khí. Cho dù anh không cam tâm, nhưng anh thậm chí không biết xảy ra vấn đề ở đâu, cũng không biết đối thủ của mình rốt cuộc là ai, anh nên phải đấu tranh thế nào. Anh Dương, anh nói với em, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiển nhiên Ngưu Xuyên nhìn ra có gì đó không đúng lắm, cậu ấy quan tâm hỏi. Chu Dương cũng không phản bác. Anh thành thật nói với Ngưu Xuyên, tôi luôn cho rằng, chủ tịch của công ty Danh Dương là Thẩm Bích Quân. Tôi và cô ấy cùng đi tới ngày hôm nay, xây dựng công ty Danh Dương từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm trở thành quy mô như hôm nay. Tôi không hề có ấn tượng nào về Lâm Tử Ngọc mà các cậu nhắc đến. Chu Dương phiền não nói, cậu có thể tưởng tượng không? Một người rất quan trọng với cậu đã biến mất. Sau đó xuất hiện một người mà cậu hoàn toàn không quen biết, thay thế sự tồn tại của cô ấy. Sau khi Chu Dương nói xong, Ngưu Xuyên cũng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Ngưu Xuyên mới yếu ớt nói, anh Dương, mặc dù chê y lý thuyết là vậy, nhưng em tuyệt đối tin tưởng anh. Anh không thể bịa ra một trò đùa như vậy để làm em vui, đồng thời, anh cũng là một trong những người mạnh nhất mà em tiếp xúc. Đúng lý ra, chắc anh nhìn thấy sự thật rõ ràng hơn em, hơn mọi người trong công ty. Nhưng em thật sự không thể nói bừa chuyện mà anh vừa nhắc đến.
Em không hề có ấn tượng với Thẩm Bích Quân mà anh nói. Theo em, giữa hai chúng ta hoặc là có một người điên, hoặc là ký ức của một người bị thay đổi. Ánh mắt của Chu Dương đột nhiên sáng lên. Thay đổi ký ức. Nếu có người có thể làm được chuyện này, vậy thì bây giờ tất cả được giải thích. Chắc chắn có người đã làm ra chuyện này. Chương 1093, cô gái thần bí. Cũng rất dễ đoán đối phương rốt cuộc là ai. Lâm Tử Ngọc xuất hiện một cách không thể lý giải đã thay thế Thẩm Bích Quân, cho dù tất cả không phải do cô ta làm, e rằng cũng không tránh khỏi liên quan đến cô ta. Chu Dương nghĩ như vậy, lập tức chạy về phòng làm việc của chủ tịch. Lâm Tổng đi đâu rồi? Chu Dương hỏi thư ký chủ tịch. Nhìn thấy Chu Dương quay lại, anh thư ký không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời, hôm nay có lẽ chủ tịch đi xem xét nhà máy. Chu Tổng, nếu anh tìm Lâm Tổng, bây giờ tôi gọi điện cho cô ấy, đương nhiên anh cũng biết số điện thoại của Lâm Tổng chứ. Thư ký nói, anh ta cũng đồng thời rèm pha trong lòng, Chu Tổng làm sao vậy, tìm Lâm Tổng rắc rối lắm sao? Quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy, tìm Lâm Tổng còn phải thông qua cấp dưới như chúng tôi à? Ánh mắt của Chu Dương đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, điện thoại. Không phải tìm Lâm Tử Ngọc chết tiệt kia, mà là tìm Thẩm Bích Quân. Trong điện thoại của anh có lẽ có cách liên lạc với Thẩm Bích Quân. Nghĩ đến đây, anh lập tức lấy điện thoại ra, sau đó tìm kiếm danh bạ. Không có Thẩm Bích Quân. Chỉ có một chú thích cho cách liên lạc với chủ tịch. Tên thật sự hiển thị bên dưới là Lâm Tử Ngọc. Lúc này, nhận thức của Chu Dương bị phá vỡ. Anh có thể bảo đảm, điện thoại của mình vẫn để ở bên cạnh. Cho dù đối phương có thể thay đổi ký ức, chẳng lẽ cũng có thể thay đổi danh bạ điện thoại của mình. Hoặc là, đối phương có hacker cũng không chừng, Chu Dương không tiếp tục thắc mắc nữa, nếu tìm không ra Thẩm Bích Quân thì cũng không sao cả. Lâm Tử Ngọc cũng được. Anh hít một hơi thật sâu. Ấn nút quay số của Lâm Tử Ngọc. Nhìn màn hình đang kết nối hiển thị trên y điện thoại, Chu Dương vẫn cảm thấy không được chân thật cho lắm. Cuối cùng, điện thoại đã kết nối, Chu Dương để điện thoại bên tai, vẫn không nói gì, giọng nói quen thuộc bên kia truyền đến. Ôi trời, đây chẳng phải là Chu Tổng vĩ đại của chúng ta sao? Nhân vật lớn bận rộn như anh sao có thể gọi điện cho tôi? Nhẹ nhõm, hài hước, chế giễu. Cho dù giọng nói hay ngữ điệu hoặc là thói quen nói chuyện đều giống hệt Thẩm Bích Quân. Trong lòng Chu Dương đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong tiềm thức của anh cho rằng, bên kia điện thoại chính là Thẩm Bích Quân. Thẩm Tổng, cô ở đâu? Chu Dương nói. Thẩm Tổng là có ý gì? Chu Dương, anh gọi điện cho ai mà lại gọi nhầm sang máy tôi? Đối phương nói với vẻ tức giận. Chu Dương sững sờ. Lúc này anh mới nghĩ ra, lúc anh bấm số này. Mục ghi chú số điện thoại là của Lâm Tử Ngọc. Một cơn tức giận không tên trào dâng. Hàng mạo danh này, lại dám chất vấn mình. Được, được, không phải Thẩm Tổng đúng không? Cô là Lâm Tổng Lâm Tử Ngọc. Chu Dương cắn răng hỏi, vậy bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó tìm cô. Đối phương trong điện thoại cũng không hề yếu thế. Chu Dương, rốt cuộc anh có ý gì? Quay trở lại cuộc sống thần tiên với vợ trong 2 tháng thì không quen biết tôi rồi đúng không? Tôi không phải Lâm Tử Ngọc thì tôi là ai? Bây giờ tôi đang đi xem xét nhà máy, nhưng cũng sắp về rồi, anh có chuyện gì cứ nói. Gặp mặt rồi nói, tốt nhất cô nhanh chóng quay lại đây. Chu Dương lạnh lùng cúp máy. Giọng điệu đối phương có vẻ không có bất kỳ sơ hở nào. Nghe tràn đầy uy hát yêu ta, vì Chu Dương không quen biết cô ta, nên thấy ấm ức. Lúc này, Chu Dương cũng nhất thời hoảng sợ. Nếu như mình thật sự nhớ nhầm thì sao? Nếu Lâm Tử Ngọc thật sự là Thẩm Bích Quân trong ký ức của mình. Người con gái cùng mình trải qua thời gian suy sụp dài đằng đẵng, sẵn sàng ngăn cản con dao chí mạng, vì mình mà hy sinh mạng sống, chính là Lâm Tử Ngọc này sao? Nếu bây giờ anh dùng thái độ này đối diện với cô, vậy thì người thật sự bị tổn thương chính là Thẩm Bích Quân trong trí nhớ. Liệu có khả năng này không? Suy nghĩ này khiến tâm trạng anh hốt hoảng. Thế nhưng, anh nhanh chóng gạt suy nghĩ này sang một bên. Không thể, anh tuyệt đối không thể nhớ sai về người phụ nữ tên Thẩm Bích Quân. Chắc chắn là Lâm Tử Ngọc dùng cách gì đó thay đổi ký ức của người khác, xóa bỏ sự tồn tại của Thẩm Bích Quân. Bây giờ Thẩm Bích Quân không biết đang chịu khổ ở đâu nữa. Anh nhất định phải nghĩ cách cứu Thẩm Bích Quân thật sự ra. Chu Dương nghĩ như vậy.
Ngay sau đó, Chu Dương ngồi đối diện với Lâm Tử Ngọc trong phòng làm việc của chủ tịch, những người khác nhanh chóng bị đuổi ra khỏi tầng. Bây giờ toàn bộ tầng lầu chỉ có hai người. Chu Dương, hôm nay anh rốt cuộc phát bệnh gì vậy? Lâm Tử Ngọc ở đối diện cau mày, không thoải mái hỏi. Chu Dương nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này, không lên tiếng một lúc lâu. Anh lại kinh ngạc một lần nữa. Không phải vì những điều khác mà là vì ngoại hình của Lâm Tử Ngọc. Không phải Lâm Tử Ngọc đẹp đến nhường nào, đương nhiên đẹp cũng rất đẹp, có thể gọi là mỹ nhân hàng đầu, e rằng toàn bộ thành phố Đông Hải cũng khó tìm được người phụ nữ thứ hai vượt qua nhan sắc của cô ta. Nhưng Chu Dương không ngạc nhiên về ngoại hình của cô ta, mà là vì Lâm Tử Ngọc lại giống hệt Thẩm Bích Quân. Cô chắc chắn không phải Thẩm Bích Quân, Chu Dương hỏi. Bị điên à, Lâm Tử Ngọc cau mày, Chu Dương, hôm nay anh đến công ty để nói chuyện vô vị này sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thẩm Bích Quân gì đó rốt cuộc là ai? Cô chắc chắn, cô không trêu đùa với tôi, Chu Dương nghiêm túc hỏi một lần nữa. Chẳng lẽ, là ký ức của Thẩm Bích Quân cũng bị thay đổi? Nhưng mà, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Thẩm Bích Quân vẹn toàn đứng trước mặt mình, bây giờ chỉ quên tên, nhầm tưởng mình tên là Lâm Tử Ngọc mà thôi, vậy người thay đổi ký ức kia rốt cuộc có mưu đồ gì? Chu Dương, tôi nói lại với anh một lần nữa. Tôi không có tâm trạng trêu đùa với anh, Lâm Tử Ngọc nói, rốt cuộc anh còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì, anh tiếp tục về nhà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với vợ anh đi, đừng thấy áy náy với công ty, nhờ phúc của anh, bây giờ hoạt động của công ty rất bền vững. Lâm Tử Ngọc hiển nhiên thật sự tức giận. Trong chốc lát, Chu Dương cũng không biết nên nói gì. Lúc nãy anh còn nghĩ, sau khi Lâm Tử Ngọc quay về, anh sẽ dùng hình phạt bức cung hỏi ra lai lịch của cô ta. Không ngờ rằng, Lâm Tử Ngọc lại giống hệt Thẩm Bích Quân, điều này khiến anh không tự chủ mà đập tan suy nghĩ này. Vì anh nghĩ Lâm Tử Ngọc giống hệt Thẩm Bích Quân. Chỉ trừ thay đổi cái tên mà thôi. Nhưng thứ như tên thay đổi hay không thì có gì quan trọng. Tên chỉ là một danh xưng mà thôi. Chu Dương bắt đầu thấy rối bời. Chương 1094, manh mối. Xin lỗi, có lẽ là tôi quá nhạy cảm rồi, Chu Dương nói với Lâm Tử Ngọc. Vậy còn được, sau khi nhận được lời xin lỗi của Chu Dương, tâm trạng của Lâm Tử Ngọc hiển nhiên cũng tốt hơn rất nhiều, sau đó lại hỏi, vậy nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải dáng vẻ thường ngày của anh. Nhìn dáng vẻ chân thành của Lâm Tử Ngọc, Chu Dương cười gượng rồi nằm dài trên y ghế. Nói ra có thể cô không tin, trong ký ức của tôi, cô vẫn luôn có cái tên Thẩm Bích Quân. Diện mạo, giọng nói và tính cách cũng giống y đúc. Tôi nhớ rất rõ mọi chuyện xảy ra giữa hai chúng ta, nhưng trong ký ức của tôi, tên của cô luôn là Thẩm Bích Quân. Chu Dương cười khổ sở, nói. Lâm Tử Ngọc cũng trầm mặc một lát, sau đó trêu đùa, tên khốn nhà anh, nói thẳng ra là ngay cả tên của bà đây mà anh cũng không nhớ nổi. Vấn đề này, ngược lại đã nhắc nhở Chu Dương. Làm sao anh có thể không nhớ tên của Thẩm Bích Quân? Hai người ở cạnh nhau khoảng thời gian dài như vậy. Sao anh có thể nhớ sai tên của Thẩm Bích Quân chứ? Vừa nãy anh tháo bỏ lòng phòng bị, đột nhiên lại nổi lên lòng cảnh giác. Trong này nhất định là có chỗ nào đó xuất hiện vấn đề rồi. Anh không chắc chắn rốt cuộc Lâm Tử Ngọc là ai, nhưng anh biết chuyện nhất định không đơn giản như vậy. Lúc này Lâm Tử Ngọc lại lên tiếng, hơn nữa giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Chu Dương à, anh nói xem, có phải anh quá nhạy cảm nên mới xuất hiện tình huống như vậy không? Thật ra nghe những lời anh nói vừa nãy, tôi thấy hơi lo lắng. Anh nói xem, có phải ở đây của anh đã xảy ra vấn đề rồi không? Lâm Tử Ngọc chỉ vào đầu mình và nói. Cô nói tôi bị điên rồi sao? Chu Dương hỏi. Không, không hề, tôi chỉ nói có khả năng là do anh có áp lực quá lớn, dẫn đến ký ức hỗn loạn thôi. Tóm lại, tôi cảm thấy anh cần trị liệu tâm lý một chút, Lâm Tử Ngọc nói. Trị liệu tâm lý sao? Chu Dương hừ một tiếng, sao anh có thể nhớ nhầm chuyện này được chứ? Chuyện này không cần thiết đâu, Chu Dương thẳng thừng từ chối, cô yên tâm đi, bây giờ tôi tạm thời chấp nhận sự thật là tôi nhớ sai tên cô. Chu Dương chăm chú quan sát ánh mắt của Lâm Tử Ngọc và nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật, nếu cô thật sự là Thẩm Bích Quân giả thì tốt nhất hãy tự giải quyết ổn thỏa đi. Nhìn Chu Dương vừa nãy thái độ còn rất tốt, đột nhiên lại nói ra những lời như vậy. Vẻ mặt của Lâm Tử Ngọc cũng hơi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười gượng gạo. Tùy anh thôi,
nhưng tôi đề nghị, chuyện này tìm hiểu sơ qua là được rồi, nếu không sẽ dễ càng lún càng sâu đó. Hay là thế này đi, tôi cho anh thời gian một tuần để điều tra, nếu không có bất kỳ manh mối nào, thì nghe lời tôi hãy tiếp nhận làm trị liệu tâm lý. Trong giọng nói của Lâm Tử Ngọc vẫn chứa đầy sự quan tâm. Kiểu quan tâm này lại khiến Chu Dương cảm thấy có thể mình thật sự đã sai rồi. Nhưng trong đáy lòng của anh, vẫn có một ý nghĩ. Hình dáng của Thẩm Bích Quân dần dần trùng khớp với hình dáng của Lâm Tử Ngọc. Anh mặc kệ chân tướng sự thật như thế nào. Nhưng tuyệt đối không cho phép có xác suất 1/10.000 xảy ra sai lầm. Lỡ như ký ức của mình có nhầm lẫn thì sao? Lâm Tử Ngọc trước mắt thật sự không có bất kỳ quan hệ nào với Thẩm Bích Quân ư. Lúc này Thẩm Bích Quân thật sự không biết đang ở xó xỉnh nào rồi. Cô ấy cầu cứu mọi người, tôi là Thẩm Bích Quân đây, tôi là chủ tịch của công ty Danh Dương đây. Nhưng người khác lại nói, Thẩm Bích Quân là ai? Chủ tịch của công ty Danh Dương không phải Lâm Tử Ngọc sao? Người phụ nữ như cô thật sự thú vị, bản thân phẫu thuật thành dáng vẻ của Lâm Tổng người ta, là muốn cướp tài sản của Lâm Tổng à? Cô có thể thành công, vậy chê y thế giới này còn có công lý ư? Nếu thế thì ông đây đã phẫu thuật thành bộ dạng người giàu nhất thế giới từ lâu rồi. Thẩm Bích Quân chỉ có thể một mình đơn độc, chê y thế giới này không còn ai thừa nhân thân phận của cô nữa. Vậy cô ấy đáng thương biết bao. Sao Chu Dương có thể cho phép Thẩm Bích Quân chịu đựng đau khổ như vậy chứ? Anh nhất định phải điều tra ra chân tướng thật sự. Rời khỏi phòng làm việc của Lâm Tử Ngọc, đầu tiên Chu Dương nghĩ tới việc đi đến Thẩm gia. Mẹ ruột của Thẩm Bích Quân đã không còn nữa, bố của cô ấy tìm cho cô một bà mẹ kế, hơn nữa bà mẹ kế này còn sinh một cậu em trai. Bởi vì môi trường sống như vậy, mẹ kế và em trai của cô luôn ước hát yêu ta Thẩm Bích Quân, vì thế Thẩm Bích Quân đã chuyển ra khỏi Thẩm gia từ sớm, đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ với Thẩm gia. Nhưng cho dù là như vậy, ông bố đó của Thẩm Bích Quân cũng là một người bố ruột. Chu Dương không tin, lão già đó có thể quên mất Thẩm Bích Quân. Nhưng khi anh tìm đến Thẩm gia, lại hoàn toàn thất vọng. Không có Thẩm gia, chỉ có một Lâm gia. Câu chuyện chê y vẫn giống hoàn toàn với câu chuyện của Thẩm Bích Quân, chẳng qua chỉ là mọi người đều đã đổi tên mà thôi. Thật thú vị. Chu Dương ngồi trước cửa Lâm gia, lặng lẽ rút một điếu thuốc. Dường như mọi manh mối đều đứt đoạn rồi, ngay cả bố ruột của Thẩm Bích Quân cũng không thừa nhận có sự tồn tại của cô ấy. Phải từ bỏ sao? Đáp án đương nhiên là không, bởi vì Chu Dương vừa nghĩ đến cảnh Thẩm Bích Quân thật sự bây giờ có thể đang trải qua tuyệt vọng, liền khiến anh quyết tâm cho dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Vậy nếu không buông bỏ, thì phải tìm được một điểm mấu chốt nhất là phương hướng điều ra. Khi sắp hút xong điếu thuốc, cuối cùng Chu Dương cũng nghĩ đến phương hướng mới. Ở tầng lớp người bình thường anh không thể tìm kiếm được manh mối, bởi vì tất cả manh mối đều bị đứt đoạn. Sự sắp xếp của đối phương có thể nói là cẩn thận chót lọt. Vậy anh sẽ dùng lối suy nghĩ ngược lại. Ai có khả năng làm chuyện này nhất? Ai có năng lực làm chuyện này nhất? Chu Dương biết, nếu ký ức của mình là chân thật, vậy người anh gặp phải tuyệt đối là một đối thủ vô cùng mạnh. Đối thủ này mạnh mẽ đến mức có thể sửa đổi ký ức của tất cả mọi người và xóa bỏ triệt để sự tồn tại của một người chê y thế giới này. Kiểu năng lực này, vượt ra khỏi nhận thức của Chu Dương. Với sức mạnh khoa học kỹ thuật, dường như không thể làm được chuyện này, nếu có kiểu khoa học kỹ thuật này thì thế giới sớm đã lẫn lộn rồi. Vậy có thể là sức mạnh của võ giả. Bây giờ thực lực của Chu Dương đang ở cảnh giới hoàng đế võ giả, có thể nói là đỉnh cao của võ giả. Nhưng anh cũng chưa từng nghe nói đến kiểu năng lực có thể thay đổi hàng loạt ký ức của con người. Cũng có nghĩ rằng, nếu là sức mạnh của võ giả thì thực lực của đối thủ này đã vượt quá xa Chu Dương rồi. Tiên sư. Chỉ có đối thủ cấp tiên sư mới có thể làm được chuyện này. Chuyện tiếp theo đã dễ xử lý hơn rất nhiều. Trước tiên, dựa theo tình báo Chu Dương biết bây giờ số tiên sư còn sống vô cùng ít ỏi. Vậy đầu tiên phải tìm hết toàn bộ những tiên sư này sau đó sàng lọc, xem tiên sư nào có khả năng làm chuyện này nhất. Chu Dương lấy điện thoại ra, sau khi cân nhắc chốc lát, anh gọi đến số của Chu Minh, anh có biết chê y thế giới này có bao nhiêu tiên sư còn tồn tại không? Chương 1095, bí mật của thế giới nhỏ. Chu Dương đã từng tiếp xúc với tiên sư nhưng chê y cơ bản họ đều không phải là người sống. Ví dụ như tổ tiên của Hứa Gia, thậm chí còn có cả người tự xưng là vợ kiếp trước của anh Bạch Nguyệt.
Nhưng tổ tiên của Hứa gia đều đã chết cả rồi, bọn họ chỉ còn một luồng ý thức còn sót lại chê y thế gian, còn về Bạch Nguyệt, Chu Dương cũng không rõ rốt cuộc cô ấy có còn sống hay không, nhưng quả thật cô ấy đã mấy trăm tuổi rồi. Hơn nữa, Chu Dương nghĩ rằng Bạch Nguyệt hình như cũng không được xem là người của thế giới này. Và lại cô ấy cũng đã bảo đảm với Chu Dương là sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh. Thật ra điều quan trọng nhất là cho dù Chu Dương muốn đi tìm Bạch Nguyệt thì anh cũng không biết tìm ở đâu. Vậy nên anh đã từ bỏ phương pháp này, anh gọi điện cho Chu Minh. Chu gia có thể được xem là gia tộc mạnh nhất phương Đông, một trong bốn gia tộc lớn đứng đầu ở thủ đô. Nếu chê y thế giới vẫn có thế gia nào còn hoạt động thì có lẽ Chu gia đều đã từng tiếp xúc liên lạc với họ. Chu Minh là con cháu của Chu gia, có lẽ cũng có chút hiểu biết về sự tồn tại của tiên sư trong thế giới này. Nhưng câu trả lời của Chu Minh lại khiến Chu Dương thất vọng. Tiên sư, Chu Minh hơi kinh ngạc nói, đại ca à, không phải anh đang trêu tôi đấy chứ? Sao tôi có thể biết chê y thế giới này còn có bao nhiêu tiên sư được đây, càng đừng nói đến việc tiếp xúc được với bọn họ. Người được gọi là tiên sư không chỉ là cách gọi tôn kính với thực lực và cảnh giới của họ, mà còn bởi vì bọn họ đã thoát khỏi thế tục, trở thành tiên nhân hết cả rồi. Người đủ khả năng được gọi là tiên sư về cơ bản sẽ không sống ở thế giới của chúng ta mà là tồn tại trong một thế giới độc lập khác. Khoảng 100 năm trở lại đây, quả thật Chu gia từng xuất hiện tiên sư, nhưng những tiên sư đó chỉ cho Chu gia biết một chút nội tình thôi, sau đó họ hoàn toàn ra khỏi Chu gia, quay về thế giới của họ. Vậy nên đáp án là chê y thế giới này không tồn tại tiên sư. Nghe thấy câu trả lời này, Chu Dương đột nhiên trở nên thất vọng. Chê y thế giới này thật sự không tồn tại tiên sư. Nếu như nói như vậy thì người biến Thẩm Bích Quân thành Lâm Tử Ngọc, rốt cuộc là ai? Vốn dĩ khó khăn lắm mới tìm thấy manh mối, giờ hình như lại đứt đoạn nữa rồi. Không đúng, thế giới nhỏ đó. Chu Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tại sao ban đầu gia chủ Hứa gia lại tìm anh gây sự? Là bởi vì anh đã có được một viên ngọc. Mà viên ngọc đó là chìa khóa để đi vào thế giới nhỏ kia. Cũng có thể nói, thật ra người có khoảng cách gần nhất với tiên sư chính là anh. Chu Dương trầm tư một lúc, sau đó anh quay về nhà, lấy viên ngọc đó ra. Nhìn viên đá vô cùng bình thường, thậm chí là có phần xấu xí, Chu Dương lại im lặng suy nghĩ. Thứ này, rốt cuộc dùng như thế nào? Om Mani Padme Hum, một trong những câu thần chú nổi tiếng trong Phật giáo. Bát Nhã Tâm Kinh. Fighting Fighting. Cá chép đỏ. Cá chép xanh và những chú lừa. Chu Dương thử niệm chú mười mấy loại thần chú, thế nhưng viên đá vẫn không hề nhúc nhích động đậy, căn bản là không hề có bất kỳ phản ứng nào cả. Gay rồi đây, trong tay anh rõ ràng là đã cầm được chìa khóa, nhưng anh lại không biết mở khóa ở đâu. Có lẽ Hứa gia sẽ biết chăng, dù sao thì ban đầu cũng là bọn họ tìm anh để cướp viên ngọc này mà. Hơn nữa, mấy đời Hứa gia quả thật cũng đã xuất hiện rất nhiều tiên sư. Nhưng khi anh hỏi ý kiến của Hổ gia, câu trả lời cũng là phủ định. Theo truyền thuyết, Hứa gia quả thật có dính dáng tới viên ngọc này, bọn họ biết được thứ này là đồ tốt, nhưng còn về việc dùng thế nào thì bọn họ cũng chịu. Đây cũng là mục đích mà ban đầu Hứa Thánh Linh thách đấu Chu Dương để cướp lấy viên ngọc, nhưng mục đích quan trọng nhất của Hứa gia là làm sao để kiếm được tiền từ nó chứ không phải là sống chết muốn cướp lấy viên ngọc của Chu Dương. Nói trắng ra, viên ngọc này đối với Hứa gia mà nói chính là một cái đùi gà, ăn không được, nếm không xong thì sẽ thấy đáng tiếc. Bọn họ biết đây là đồ tốt, nên khi thực lực Chu Dương còn yếu, bọn họ đã nảy lên lòng tham. Có lẽ, Chu gia biết được cách sử dụng viên ngọc này thì sao? Chu Dương lại gọi điện thoại cho Chu Minh lần nữa. Chê y thế giới này có phải là có một viên ngọc có thể làm chìa khóa để mở được thế giới nhỏ đúng không? Chu Dương hỏi. Ừ, có thể nói như vậy. Giọng nói lười biếng của Chu Minh truyền tới, bên cạnh còn có cả tiếng cười đùa của mấy cô gái xinh đẹp. Quả nhiên, mỗi ngày cậu ấm nhà giàu này đều sống cuộc sống như thần tiên, nghe nói, năng lực mạnh nhất của cảnh giới tiên sư là có thể dựa vào thực lực của bản thân để phá vỡ không gian, đi vào thế giới nhỏ. Nhưng nếu không có được thực lực tiên sư mà muốn đi vào thế giới nhỏ thì chỉ có thể dùng đến ngoại lực. Anh nói viên ngọc đó là một loại chìa khóa, vậy thì bên trong nó có chứa sức lực của tiên sư. Cũng có thể phá vỡ được không gian để đi vào thế giới nhỏ. Nghe Chu Minh nói rất chi tiết như vậy, Chu Dương nhân tiện hỏi, vậy anh biết thứ này dùng kiểu gì không? Ờ, đương nhiên là biết rồi,
dùng chân khí cực mạnh là có thể KIOTASIS hoạt nó, nguyên lý vô cùng đơn giản, chỉ cần anh dùng chân khí cực mạnh hút lấy sức mạnh cộng hưởng của tiên sư ở bên trong viên đá ấy thì viên ngọc sẽ tự động KIOTASIS hoạt. Đợi đã, anh hỏi chuyện này làm gì, Chu Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nghe giọng điệu này, có lẽ hắn đã đẩy đám người đẹp kia sang một bên rồi đứng bật dậy rồi. Còn hắn đẩy họ đến chỗ nào thì chẳng ai biết được. Chu Minh vô cùng sốt ruột đứng dậy, hắn hét lớn vào điện thoại, này anh Dương, không phải là anh sẽ dùng viên đá đấy đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, thứ đó tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng được đâu. Quy tắc ở trong thế giới nhỏ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là không thể sống hòa hợp với hoàng đế võ giả. Chu Minh hét lớn vào điện thoại, điều này dọa cho mấy người đẹp ở bên cạnh đều run rẩy, không ai dám thở mạnh. Nhưng Chu Dương lại không hề nghe thấy lời hắn nói. Bởi vì sau khi Chu Dương biết được cách đi vào thế giới nhỏ anh đã thẳng thừng tắt điện thoại. Chu Minh thấy màn hình điện thoại đã tối đen thì ngây người một lúc, xem chừng đã chịu phải đả KIOTASIS vô cùng lớn. Cô gái xinh đẹp ở một bên dè dặt nói một câu, Chu thiếu gia. Một tiếng gọi trong trẻo này đã khiến Chu Minh hoàn hồn. Anh Dương này sẽ không đi luôn đấy chứ. Nhưng một giây sau, hắn lại vứt điện thoại sang một bên, bổ nhào vào ngực người đẹp, kệ đi, lo nhiều làm gì, anh Dương, chúc anh thuận lợi bình an nhé. Là anh em với nhau nên tôi cũng đã nhắc anh rồi. Chu Minh ở bên đó ăn chơi nhảy múa, còn Chu Dương ở bên này thật ra cũng không nóng lòng đi vào thế giới nhỏ. Anh không biết rốt cuộc thế giới nhỏ là nơi nào, phải đi mất bao lâu, nhưng anh biết nếu như bản thân bỗng nhiên biến mất, Tạ Linh Ngọc chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng. Cũng giống như lúc Thẩm Bích Quân đột nhiên biến mất, bản thân anh cũng vô cùng lo lắng như vậy. Chương 1096, anh điên rồi. Cho nên Chu Dương phải có trách nhiệm với Tạ Linh Ngọc, anh không thể cứ như vậy mà biến mất được, tối thiểu, cũng phải nói cho mẹ của mình và Tạ Linh Ngọc một tiếng. Bên phía mẹ anh thì cũng dễ nói thôi, dù sao anh cũng thường xuyên phải đi công tác, cho nên trước giờ bà Chu luôn có thái độ ủng hộ và thông cảm với hành vi của anh. Nhưng còn Tạ Linh Ngọc, Chu Dương lại không biết nên giải thích với cô như thế nào. Nói trắng ra, lần này sở dĩ anh mạo hiểm lớn như vậy, cũng là vì Thẩm Bích Quân. Bất kể trong lòng anh thuần khiết cỡ nào, nhưng quả thật Thẩm Bích Quân là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mình mạo hiểm tính mạng vì một cô gái xinh đẹp khác, nếu vợ mình biết được chuyện này, thì cô ấy còn có thể vui vẻ được mới là lạ ấy. Nhưng chuyện này cũng không thể giấu giếm được, nên Chu Dương vẫn quyết định sẽ nói với Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, có lẽ anh sẽ phải đi công tác một thời gian, Chu Dương gọi điện thoại cho Tạ Linh Ngọc và nói. Ở đầu điện thoại bên kia Tạ Linh Ngọc cũng không trả lời ngay, mà lại im lặng một lúc. Đừng hòng lừa em, Chu Dương, em biết rất rõ tình hình của công ty Danh Dương, bây giờ căn bản không có chuyện gì khiến anh phải đi công tác cả, Tạ Linh Ngọc im lặng một lúc rồi nói. Chu Dương bỗng cảm thấy cái đầu của mình như phình to lên gấp đôi. Quả nhiên vợ của mình không dễ gạt như vậy. Chu Dương cũng im lặng không trả lời. Bởi vì anh thực sự không biết phải trả lời cô thế nào, vả lại, anh cũng không muốn nói dối cô. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Tạ Linh Ngọc hỏi. Tạ Linh Ngọc là một cô gái rất thông minh, thấy Chu Dương không nói gì, cô rất nhạy cảm ý thức được chắc chắn là có chuyện gì đó. Chu Dương hít sâu một hơi, anh không chắc chắn lắm. Bây giờ anh cũng không biết tình hình cụ thể có nguy hiểm hay không. Chu Dương, chắc hẳn anh biết, anh là người quan trọng với em như thế nào, Tạ Linh Ngọc bắt đầu cố gắng thuyết phục, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì được không, anh không đi thì không được à. Bây giờ anh đã rất xuất sắc rồi, Tạ gia đã không dám xem thường anh nữa, địa vị của anh ở thành phố Đông Hải cũng đã cao đến mức này rồi, vì sao vẫn không chịu dừng lại. Chúng ta cứ bình yên hưởng thụ cuộc sống không được sao. Trong giọng nói của Tạ Linh Ngọc, mang theo một chút cầu khẩn. Nhưng Chu Dương vẫn im lặng, bỗng nhiên anh hiểu ra, mình lại khiến Tạ Linh Ngọc hiểu lầm rồi. Thật ra điều này cũng khá hợp lý, cách nhìn của Tạ Linh Ngọc về Chu Dương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn dừng lại ở khoảng thời gian 2 năm trước. Lúc ấy Chu Dương là một tên phế vật, là một kẻ vô dụng bị tất cả mọi người xem thường. Thậm chí lúc đó ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng xem thường Chu Dương. Bởi vì khi anh cần tiền đều phải mượn của cô ấy. Sau đó, Chu Dương chuyển ra khỏi Tạ gia. Từ đó về sau, Chu Dương bắt đầu thay đổi. Nên trong đầu Tạ Linh Ngọc nghĩ rằng, Chu Dương nhất định là vì kiếm tiền nên mới làm những chuyện vô cùng nguy hiểm.
Lại thêm chuyện bữa trước, Chu Dương công khai tất cả tài sản và địa vị của mình. Mấy người tai to mặt lớn có máu mặt nhất thành phố Đông Hải đều cúi đầu trước mặt Chu Dương. Khi đó Tạ Linh Ngọc thầm nghĩ, rốt cuộc mấy năm nay Chu Dương đã phải trải qua những gì. Lúc ấy, cô đã muốn khuyên Chu Dương dừng lại, bởi vì số tiền Chu Dương kiếm được và địa vị của anh cũng đã đủ lớn. Nhưng sau đó, Chu Dương lại bỏ hết mọi việc ở cạnh cô ấy suốt 2 tháng trời, không hề tiếp xúc với bên ngoài, do đó Tạ Linh Ngọc cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cô nghĩ rằng Chu Dương đã dừng mọi hoạt động. Cho tới hôm nay, Chu Dương lại nói phải đi công tác. Tạ Linh Ngọc mới tưởng rằng Chu Dương lại muốn đi vào thế giới ngầm để tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Chu Dương im lặng một lúc rồi nói, không phải vì tiền đâu, vợ à, đương nhiên anh biết anh là người rất quan trọng với em. Nhưng đồng thời, bản thân anh cũng rất sợ chết, tuyệt đối sẽ không vì tiền mà mạo hiểm mạng sống của mình đâu. Câu nói này đương nhiên là thật, bây giờ số tiền mà Chu Dương kiếm được đã đủ tiêu mấy đời cũng không hết. Bảo anh đi làm mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì tiền là chuyện không thể nào. Lần này anh có lý do khác, Chu Dương cũng không nhắc đến chuyện của Thẩm Bích Quân. Bởi vì Chu Dương biết, chắc hẳn Tạ Linh Ngọc cũng đã quên đi cái tên Thẩm Bích Quân này rồi, nếu như phải giải thích rõ ràng, thì sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Không đi không được sao, Tạ Linh Ngọc cũng không nói nhiều nữa, mà chỉ hỏi lại một câu. Không đi không được, Chu Dương trả lời thẳng thắn, dứt khoát. Được, vậy em sẽ đi cùng anh, Tạ Linh Ngọc nói xong liền tắt máy. Chu Dương nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, chỉ biết cười gượng gạo. Đi vào thế giới nhỏ cùng Tạ Linh Ngọc ư, chuyện gì đây vậy? Nghe Chu Minh nói, về cơ bản thế giới nhỏ là không gian sinh sống của các tiên sư. Hoàng đế võ giả chỉ là điều kiện cơ sở nhất để tiến vào thế giới nhỏ, do đó cho dù có chìa khóa, thì cũng nhất định phải có chân khí hoàng đế của hoàng đế võ giả Kaiota Siết hoặc chìa khóa thì mới có thể tiến vào thế giới nhỏ. Có thể tưởng tượng, thế giới nhỏ kia là một không gian thần kỳ và kinh khủng đến nhường nào. Tạ Linh Ngọc chỉ là một người phụ nữ bình thường sao có thể đi vào được. Được rồi, vẫn là chờ cô ấy về, lại tiếp tục thuyết phục vậy. Sau khi Tạ Linh Ngọc cúp máy, quả nhiên đã nhanh chóng về tới nơi. Chu Dương nói sơ qua một lượt, cũng nhắc đến chuyện của Thẩm Bích Quân, cho nên, vợ à, lần này anh đi vào thế giới nhỏ thần bí kia là vì tìm người thôi, cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng nếu có nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm vô cùng lớn. Em chỉ là một người bình thường, đi theo anh vào cũng không thể trợ giúp gì cho anh được, đúng không nào? Lúc đầu Chu Dương muốn nói em đi sẽ vướng chân, cản trở, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời này vẫn không nên nói ra. Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, Tạ Linh Ngọc lại im lặng một lúc, không trả lời. Vợ ơi, em có nghe anh nói không đấy, Chu Dương hỏi. Tạ Linh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Chu Dương, một lúc lâu mới nói, Chu Dương. Anh có biết phản ứng đầu tiên của em sau khi nghe xong những chuyện này là gì không? Là gì? Chu Dương hơi sững sờ. Anh điên rồi, Tạ Linh Ngọc nói. Chu Dương ôm đầu cạn lời. Anh đã biết ngay là em sẽ trả lời như vậy mà. Cái gì mà Thẩm Bích Quân biến mất, lại xuất hiện một Lâm Tử Ngọc thay thế vị trí Thẩm Bích Quân, mấy chuyện này quả nhiên một người bình thường sẽ không thể tin. Nhưng Tạ Linh Ngọc lại nói, cũng không phải bởi vì điều này. Mặc dù điểm này cũng làm em cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì trong trí nhớ của em, quả thật không có cái tên Thẩm Bích Quân, sếp của anh trước giờ vẫn luôn là người có tên Lâm Tử Ngọc. Nhưng cái này cũng không quan trọng, lúc anh nhắc đến cái tên Thẩm Bích Quân, em có cảm giác anh vô cùng nghiêm túc. Em có thể tin tưởng anh, ở chỗ sâu trong trí nhớ của anh, chắc chắn có một cô gái tên là Thẩm Bích Quân như thế và cô ấy cũng rất quan trọng đối với anh. Tạ Linh Ngọc nghiêm túc nói. Trong lòng Chu Dương tự nhủ, nguy rồi, chẳng lẽ vợ mình ghen rồi sao? Nhưng không phải bởi vì điều này mà em nghĩ rằng anh điên đâu, Tạ Linh Ngọc lại tục tiếp nói. Chương 1097, thay đổi nền văn minh. Sở dĩ em nghĩ anh điên rồi là bởi vì lời anh vừa nói em hoàn toàn không hiểu gì cả. Ngược lại liên quan đến việc thay đổi ký ức như anh nói, trong sâu thẳm ký ức của anh, chuyện Lâm Tử Ngọc có lẽ tên là Thẩm Bích Quân. Là chuyện duy nhất em có thể nghe hiểu. Những thứ khác như thế giới nhỏ, tiên sư, một số thứ ở không gian khác, em hoàn toàn không hiểu gì, theo những kiến thức khoa học mà chúng ta học được, về cơ bản anh đã bị điên rồi. Chu Dương hơi sửng sốt, hóa ra cô vì cái này mới nghĩ anh bị điên sao?
nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dù sao Tạ Linh Ngọc cũng chỉ là một người bình thường. Đứng ở góc độ của một người bình thường, cô nghĩ anh bị điên mới là phản ứng bình thường nhất. Những từ vựng quen thuộc mà anh thường dùng như tiên sư, thế giới nhỏ, từ trước đến nay Tạ Linh Ngọc chưa từng nghe thấy. Thực tế vô hình chung, giữa anh và Tạ Linh Ngọc đã xuất hiện ngăn cách, bởi vì ở một khía cạnh nào đó hai người không phải là con người thuộc về cùng một thế giới. Chu Dương trầm mặc, vợ à, nói thế nào đi chăng nữa lịch sử của những kiến thức khoa học kia mới có 200-300 năm. Còn nền văn minh phương Đông của chúng ta đã tồn tại trong 5.000 năm. Nói thẳng ra, khoa học và những thứ siêu hình học thực ra là thứ ở cùng một cấp độ, có thể đánh đồng với nhau trở thành nền văn minh của nhân loại. Nền văn minh siêu hình học của chúng ta đã phát triển hơn 5.000 năm, nhưng nền văn minh khoa học trước mắt mới chỉ tồn tại được 200-300 năm, em nói hai nền văn minh này cái nào lớn mạnh hơn? Tạ Linh Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu được một chút. Hơn nữa cô quả thật từng nghe nói, thời cổ đại thật sự có một số phát minh đặc biệt vĩ đại, cho dù đặt ở hiện đại cũng sẽ đi trước thế giới mấy nghìn năm. Ví dụ như sơ đồ bát quái. Một tấm sơ đồ bát quái đơn giản là thứ dễ dàng thấy được ở thế giới phương Đông, nhưng nếu như đặt vào trong thế giới khoa học, với mức khoa học của bây giờ có lẽ hoàn toàn không nghiên cứu ra được trong sơ đồ bát quái kia ẩn chứa bao nhiêu thứ. Ví dụ như năm đó giới khoa học không có cách nào suy đoán được hành tinh lớn thứ 10 trong hệ mặt trời, cuối cùng lại thông qua sơ đồ bát quái để tìm ra được. Có một nhà khoa học phát hiện ra mỗi vị trí quẻ chê y sơ đồ bát quái tương ứng với một hành tinh trong hệ mặt trời. Theo cách tính này trong hệ mặt trời có lẽ tồn tại hành tinh thứ 10. Hơn nữa nhà khoa học này còn thông qua sơ đồ bát quái tính ra được mật độ của hành tinh lớn thứ 10 và quỹ đạo của nó. Khi đó nhà khoa học hoàn toàn không phát hiện ra hành tinh thứ 10, nhiều năm sau đó sự thật này mới được xác nhận. Ngay cả việc nghiên cứu và phát triển hệ thống nhị phân máy tính cũng phải thông qua sự ảnh hưởng của sơ đồ bát quái mới có thể nghiên cứu ra được. Tất cả những điều này đã đủ để nói lên một hiện tượng. Nền văn minh cổ đại phương Đông không hề vô dụng như bây giờ chúng ta thấy. Chẳng lẽ một nền văn minh phát triển 5.000 năm lại thực sự không hề lưu lại điều gì? Tất cả lực lượng sản xuất đều phải dựa vào lịch sử 200-300 năm sao? Thật ra đứng ở góc độ của người tu hành, những vấn đề này rất dễ giải thích, Chu Dương nói. Chúng ta đã phát minh ra thuốc súng từ rất lâu rồi, mà bây giờ hầu hết các loại vũ khí chê y thế giới vẫn đều phải dựa vào cơ sở của thuốc súng để nghiên cứu và phát triển. Tại sao sau khi chúng ta nghiên cứu ra thuốc súng lại không tiếp tục dùng nó để nghiên cứu vũ khí? Là vì chúng ta không đủ năng lực sao? Hoàn toàn không phải, có thể phát minh ra được thuốc súng đi trước hơn nghìn năm lại không thể sử dụng thuốc súng nghiên cứu phát minh ra vũ khí, mà lại để chế tạo ra pháo hoa. Những hành động này giống như nói rằng người đã phát minh ra máy tính không thể viết ra được trò chơi mà chỉ có thể cho máy tính đưa ra kết quả của phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Đây là một hiện tượng vô cùng khôi hài. Nhưng nếu như bạn đứng ở một góc độ khác nhìn vào, tất cả đều có thể dễ dàng giải thích. Người tu hành không cần dùng thuốc súng để nghiên cứu vũ khí. Nghiên cứu ra vũ khí cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng dùng để đốt pháo còn tốt hơn. Tạ Linh Ngọc trầm ngâm một lúc sau đó nói, nếu như theo logic mà anh nói quả thật có rất nhiều chuyện có thể giải thích dễ dàng. Siêu hình học là một nền văn minh lớn mạnh vượt qua khoa học rất nhiều, vì vậy chúng ta không cần dùng thuốc súng để nghiên cứu vũ khí, hay sơ đồ bát quái của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng. Nhưng có một vấn đề anh chưa giải thích rõ, tại sao sự phồn thịnh của siêu hình học đến bây giờ lại không còn nữa? Bây giờ giống như người chê y giang hồ tự gọi là siêu hình học, hoàn toàn đều là mượn danh nghĩa thần thánh. Anh cũng là người tu luyện, cũng biết về siêu hình học, em nghĩ rằng anh là thần thánh sao? Không phải, Tạ Linh Ngọc lè lưỡi, nhưng người như anh lại là số ít, tại sao bây giờ siêu hình học lại rơi vào tình cảnh này? Khiến mọi người hoàn toàn không thể tiếp xúc được chứ? Nói ra thì rất đơn giản, vậy tại sao anh nhất định muốn đi tới thế giới nhỏ? Chu Dương hỏi ngược lại. Bởi vì người đạt đến cảnh giới tiên sư đều rời khỏi thế giới này, nói thẳng ra siêu hình học đã phát triển đến một đỉnh cao nhất định, nó không thể tiếp tục phát triển ở thế giới này được nữa. Chu Dương nói, ẩn ý sâu xa, thịnh vượng tột cùng dù thế nào cũng sẽ diệt vong. Đây là một chân lý vĩnh hằng, Chu Dương cho rằng nền văn minh cũng là thứ như vậy. Chê y trái đất này từng sản sinh ra bao nhiêu nền văn minh? Không một ai biết, với sự thăm dò kỹ thuật khoa học của bây giờ.
thời gian trái đất tồn tại đã có khoảng 4 tỷ năm. 4 tỷ năm, nghe thì chỉ giống như một con số đơn giản nhưng con số này rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Nền văn minh của con người đến bây giờ mới chỉ có 5.000 năm, mà nền văn minh khoa học mới chỉ có hơn 200 năm mà thôi. Nếu tính theo thế giới này, thời gian tồn tại của địa cầu dường như gấp hơn 100.000 lần nền văn minh của loài người. So với sự vĩ đại của thiên nhiên và vũ trụ, con người nhỏ bé không bằng một hạt bụi. Vì vậy con người không thể nào thoát ra được chân lý, khi nền văn minh phát triển đến một mức độ đỉnh cao tất sẽ phải đón nhận sự diệt vong sau đó lại sản sinh ra một nền văn minh mới. Chu Dương nói, siêu hình học ý thức được bản thân sắp biến mất vì vậy mới rời khỏi môi trường này và đi đến thế giới nhỏ. Còn chê y trái đất, nền văn minh được gọi là khoa học nổi lên chỉ là thứ còn sót lại, giống như người tu luyện nắm được nền văn minh siêu hình học cũng không thể nhảy ra và cản trở sự phát triển của nền văn minh khoa học. Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ vi phạm quy luật của tự nhiên, kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Vì vậy cho dù nền văn minh siêu hình học vẫn tồn tại chê y thế giới này, chắc chắn cũng sẽ cố ý giấu đi không để bị người khác phát hiện. Có lẽ sau một vài năm nữa nền văn minh khoa học cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó con người sẽ lại tạo ra một nền văn minh mới rồi sau đó lại gọi nền văn minh khoa học là nền văn minh cũ, là một loại mê tín. Chương 1098, quy tắc mới. Tất cả những điều mà Chu Dương nói không chỉ là suy đoán đơn thuần của anh. Đây hoàn toàn là sự thật. Thật ra trong giới tu luyện có một quy định bất thành văn, tốt nhất đừng nên bộc lộ hết thực lực của mình ở thế tục. Nếu không thì tại sao lại xuất hiện những thế gia ẩn giật chứ? Một gia tộc rất có danh tiếng ở thế tục, có được tất cả những võ giả mạnh nhất, hoàn toàn có thể dễ dàng độc chiếm được một thành phố, vì sao còn cần phải che giấu làm gì? Bởi vì, tất cả mọi nội tình bên trong những thế gia này đều đến từ võ giả nên bọn họ căn bản là không thể hoạt động ở cõi thế tục này được. Nếu những gia tộc này độc chiếm một thành phố thì sẽ khó tránh khỏi các thế lực của võ giả sẽ dần dần gặm nhấm hết các tầng lớp trong cả thành phố. Hay nói cách khác, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người trong cả thành phố, bất kể là thường dân hay quý tộc đều sẽ biết chê y thế giới này có tồn tại thứ gọi là võ giả như vậy. Nếu bí mật của võ giả đã không còn là bí mật nữa, vậy thì chê y thế giới này liệu còn có người tin vào khoa học nữa hay không? Tin cái con khỉ ấy. Việc anh trở thành người tu luyện không phải là đang tự vả hay sao? Nhưng nếu hình thành nên tập tục như vậy thì sự phát triển của khoa học tất nhiên sẽ gặp phải trở ngại, mà sự trở ngại này lại là quy luật biến hóa rất tự nhiên ở đời. Vậy nên để không cản trở sự biến hóa của quy luật tự nhiên này, tất cả những thế gia có võ giả mạnh đều sẽ giấu hết bọn họ đi, trở thành thế gia ẩn giật. Còn về việc vì sao Chu gia lại lớn mạnh như vậy, có thể nói là họ quang minh chính đại hoạt động ở thế tục. Thật ra lý do cũng rất đơn giản. Chu gia không dựa vào việc có được những võ giả mạnh để phát triển. Thứ Chu gia dựa vào là sản nghiệp ở thế tục, ví dụ như sản nghiệp trong ngành kiểm định chất lượng, ngành giáo, ngành bất động sản. Tất cả đều có bóng dáng của Chu gia. Bọn họ dựa vào những sản nghiệp này để trở nên lớn mạnh, sau đó lại phát triển thêm tài nguyên về võ giả. Điều cốt lõi nhất của bọn họ là dựa vào những sản nghiệp vốn có. Theo đó phát triển thêm về tài nguyên võ giả, như vậy sẽ không bị để lộ ra bên ngoài. Người ngoài sẽ cho rằng họ chỉ đang mở rộng thêm sản nghiệp kinh tế của bản thân, chỉ là một tầng lớp đang hoạt động vô cùng bình thường trong giới thượng lưu mà thôi. Không giống như Hứa gia, không có sản nghiệp gì lớn, kéo bừa một người ra cũng là tông sư võ giả. Hai gia tộc này vẫn có sự khác biệt rất rõ về bản chất. Sau khi nghe Chu Dương giải thích, Tạ Linh Ngọc đã hiểu đại khái về thế giới của người tu luyện. Ít ra bây giờ cô không còn cảm thấy Chu Dương là một tên ngốc, cũng không cảm thấy Chu Dương bị điên. Cô cảm thấy Chu Dương quả thật có năng lực, bởi vì thứ gọi là siêu hình học này thật sự tồn tại, hơn nữa có thể nói nó đang rất phổ biến trong giới thượng lưu. Nắm được sự hiểu biết về siêu hình học thì cũng đã bước được một chân vào trong giới thượng lưu. Chu Dương cũng được xem như là người đứng đầu trong giới tu luyện. Đây tựa như rồng phượng trong bầy hạc. Thấy hai mắt Tạ Linh Ngọc sáng rực, không hiểu sao Chu Dương lại không mấy vui vẻ, thậm chí anh còn hơi lúng túng nói, anh kể cho em những điều này không phải vì muốn khoe khoang bây giờ anh lợi hại đến mức nào đâu. Thấy vẻ mặt của Tạ Linh Ngọc, Chu Dương chỉ cảm thấy bản thân giống như một học sinh tiểu học đang chém gió, sau đó lừa lấy ánh mắt sùng bái của cô gái dành cho mình. Vậy nên anh mới giải thích như vậy,
anh chỉ muốn nói cho em hiểu rõ mọi việc anh đang làm thật ra rất bình thường mà thôi, nhưng dẫn theo em thì thật sự không thích hợp lắm. Bởi vì em chỉ là một người bình thường, Chu Dương nói. Vậy ý của anh là đang ghét bỏ em à, Tạ Linh Ngọc tỏ vẻ giận dỗi nói. Anh không ghét bỏ em, ý của anh là em thật sự không giúp được việc gì đâu, Chu Dương hơi hoảng loạn. Em quả thật không giúp được gì, thật ra câu này cũng làm tổn thương người khác, so với câu ghét bỏ em thì chẳng khác nhau là mấy. Nhưng Chu Dương nhất định phải nói như vậy, bởi vì đây là sự thật. Anh không dám đưa Tạ Linh Ngọc đi vào thế giới mà anh chưa hiểu rõ, một thế giới toàn là kẻ mạnh. Nếu Tạ Linh Ngọc đi rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Sau khi gặp phải nguy hiểm gì thì anh thật sự không cứu nổi Tạ Linh Ngọc. Nhưng Tạ Linh Ngọc lại vô cùng kiên định. Chu Dương, anh nghĩ rằng không đưa em theo là đang bảo vệ em à? Không, anh ngày càng trở nên ưu tú hơn, càng lúc càng leo lên vị trí cao, còn em, khoảng cách giữa em và anh chỉ có thể ngày càng trở nên xa hơn thôi. Em lấy một ví dụ đơn giản nhất nhé. Có một ngày, anh trở thành tiên sư, không phải là anh phải đi đến thế giới nhỏ kia sống hay sao? Nhưng còn em thì sao? Em chỉ là một người con gái bình thường, tới lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ hoàn toàn chia xa ư? Em không muốn rời xa anh, vậy nên anh nhất định phải đưa đi vào thế giới của anh. Anh đưa em đi đi, em muốn xem thế giới tu luyện mà anh nói rốt cuộc trông như thế nào. Em không sợ nguy hiểm đâu. Tạ Linh Ngọc vô cùng cố chấp, dù sao trong thế giới đó người yếu nhất cũng chính là tiên sư, việc Chu Dương có bảo vệ được cô hay không cũng chẳng sao cả. Gặp phải nguy hiểm, ngay cả Chu Dương còn không bảo vệ nổi bản thân mình. Một tiên sư đối đầu với một hoàng đế võ giả vẫn là chuyện vô cùng đơn giản. Còn không gặp phải nguy hiểm thì đương nhiên cả hai người đều bình yên vô sự. Nói cách khác, bởi vì người trong thế giới nhỏ đó quá mạnh nên việc Chu Dương mạnh hơn Tạ Linh Ngọc một phần này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều này cũng giống như một con kiến mạnh mẽ dẫn theo một con kiến yếu ớt hơn đi đến chỗ của loài sinh vật ăn kiến. Thật ra hai con kiến này ở trong mắt sinh vật ăn kiến mà nói chẳng có gì khác biệt cả. Chu Dương nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Mặc dù anh không muốn đưa Tạ Linh Ngọc theo anh chịu hiểm nguy, nhưng anh cũng biết, nếu như để Tạ Linh Ngọc ở lại thì đây mới chính là điều tàn nhẫn nhất đối với cô ấy. Nếu đã như vậy, hai người cứ đi cùng nhau thôi. Chu Dương ca yêu ta siết hoạt viên ngọc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Luồng ánh sáng đó chiếu thẳng vào trước mặt bọn họ, tạo ra một lối vào hang động không theo nguyên tắc nào. Từ bên ngoài đi vào bên trong cửa hang động thật sự chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được một luồng ánh sáng thần bí đang che lấp tầm mắt. Hơn nữa còn có một sức mạnh vô hình đang âm thầm muốn loại bỏ bọn họ. Nhưng điều chắc chắn là cánh cửa này thật sự tồn tại, thông qua nó là có thể đi vào thế giới kỳ lạ kia. Đúng thật là quá thần kỳ rồi, Tạ Linh Ngọc cảm khái nói, thì ra tất cả những gì anh nói đều là thật, chuyện này tuyệt đối không phải việc mà khoa học kỹ thuật có thể làm ra được. Nói như vậy là đến bây giờ em vẫn cảm thấy anh đang lừa em hay sao, Chu Dương cười gượng gạo. Anh kéo tay Tạ Linh Ngọc, mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên đi vào cánh cửa ánh sáng. Sau khi bọn họ đi vào cánh cửa, viên ngọc bên ngoài lập tức mất đi luồng sáng. Mà cánh cửa ánh sáng ở trên y người Chu Dương cũng biến mất ngay sau đó. Thôi xong, thứ này còn có thể dùng để quay trở lại được nữa không đấy? Trong lòng Chu Dương vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Tạ Linh Ngọc dùng cánh tay chọc vào cùi trỏ của Chu Dương. Chu Dương mới phản ứng lại, cũng đúng, quay về hay không đã không phải là vấn đề cần xem xét vào lúc này, bây giờ có lẽ phải quan sát xem thế giới nhỏ này như thế nào cái đã. Thế giới hoàn toàn mới lạ này có nguyên tắc hoàn toàn khác so với thế giới mà anh đang sống. Vào giây phút này, Chu Dương mới nhận thức rõ được một điều, cách nghĩ của bản thân mình trước đó ngây thơ đến chừng nào. Chương 1099, Hoàng đế đi làm thuê. Nói sao nhỉ, chính là vô cùng khó chịu. Thế giới nhỏ này đối với Chu Dương mà nói cũng là một phạm vi hoàn toàn mới, vậy nên có thể tới được chỗ này, tâm trạng anh vô cùng phức tạp và cả yêu ta siết động. Dù sao trong truyền thuyết, nơi này chỉ có tiên sư mới có thể đặt chân tới. Vậy nên sau khi tới được thế giới nhỏ này, cánh cửa ánh sáng ở phía sau biến mất, việc này cũng chỉ khiến Chu Dương kinh ngạc một lúc, anh cũng chẳng để tâm lắm. Bởi vì điều anh hứng thú hơn là muốn đi thăm dò nơi này trước xem thế giới nhỏ này rốt cuộc thế nào, có gì khác gì so với trái đất anh đang sống hay không. Nói ra là lại muốn khóc,
sự khác biệt thật sự không lớn lắm. Chu Dương tới được nơi này mới thấy nó y như một cái hầm mỏ ở thế giới bình thường. Xung quanh toàn là khu mỏ, cát bụi, đất đai. Quả thật trong thế giới này cũng có đủ các loại máy móc. Nào là máy đào mỏ, cần cẩu, xe vận chuyển hàng hóa, xe đẩy. Phản ứng đầu tiên của Chu Dương là thế giới này thật kỳ quái. Là thế giới nhỏ chỉ có tiên sư mới tới được mà lại còn có loại công trường hiện đại hóa như vậy, xem ra không giống tưởng tượng của anh lắm. Thế giới nhỏ trong tưởng tượng của Chu Dương có lẽ phải là chốn non xanh nước biếc, bồng lai tiên cảnh. Còn công trường này thì là cái quái gì đây? Nhưng điều khiến anh thật sự khó chịu, khiến anh khó hiểu, khiến anh nghĩ không ra là khi anh còn chưa có bất cứ hiểu biết gì về thế giới nhỏ này thì trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông hơn 40 tuổi, tay cầm hai cái xẻng đi về phía Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Chu Dương còn muốn tìm người đàn ông trung niên đó hỏi xem chuyện gì đang xảy ra nữa, lẽ nào là anh làm sai điều gì sao? Là anh đã đi nhầm vào không gian khác, nơi này thật sự là thế giới nhỏ ư? Nơi giống như công trường này đang xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dương có một đống vấn đề cần hỏi, nhưng người đàn ông trung niên đó lại không cho anh cơ hội. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Người đàn ông trung niên cướp lời trước một bước, ông ta hỏi thẳng, từ hạ giới tới à? Là người mới ư, hoàng đế võ giả hả? Người đàn ông trung niên hỏi một lúc ba câu. Chu Dương chỉ gật đầu. Bởi vì ba câu hỏi này của đối phương đã có sẵn đáp án, dường như ông ta biết rõ mọi chuyện nên Chu Dương cũng không che giấu nữa. Có lẽ như vậy còn có thể cho người ta ấn tượng tốt cũng không chừng. Nhưng người này hoàn toàn không coi Chu Dương là loại người tốt đẹp gì. Sau khi nghe thấy đáp án của Chu Dương, ông ta thẳng thừng nhét cái xẻng vào trong tay Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Nếu phải thì đừng lề mề nữa, mau làm việc đi. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, ông ta liền quay đầu rời đi. Để lại Chu Dương còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt đầy sự mơ hồ. Không biết phải làm sao. Không phải chứ, tôi là ai? Đây là đâu, tôi đang làm gì vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì mà mau chóng làm việc đi? Tôi tới thế giới nhỏ để tìm tiên sư mà. Sao lại xuất hiện một hầm mỏ, sau đó lại xuất hiện một người đàn ông trung niên nhét xẻng vào trong tay hai người bọn anh, kêu mau chóng làm việc. Anh tới đây để làm việc sao? Chu Dương rất muốn vứt cái xẻng xuống đất, sau đó hung hăng tóm lấy người đàn ông trung niên kia để chất vấn một lúc. Nhưng còn chưa đợi anh truy hỏi, người đàn ông trung niên kia đã lên tiếng trước. Ông ta quay lưng lại với Chu Dương, xua tay, nói lớn, cậu không nhìn nhầm đâu, nhiệm vụ của cậu là xúc cát, sau đó đổ hết lên xe. Đừng có bất cứ sự không phục nào ở đây, trong thế giới nhỏ này, hoàng đế võ giả chính là công cụ lao động đấy. Hoàng đế võ giả, công cụ lao động. Thế giới nhỏ này của các người đúng thật là ngang tàng mà. Chu Dương hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hoàng đế võ giả có địa vị gì ở thế tục cơ chứ? Họ chính là người đứng đầu của võ giả, bá chủ của thành phố, người lỗi lạc của một phương. Có thể nói như này, ở thế giới phàm tục, chế y cơ bản không có chuyện gì là có thể trừng phạt được hoàng đế võ giả cả. Bởi vì người tu luyện khi đã đạt đến cảnh giới tiên sư đều sẽ bay thẳng lên thế giới nhỏ rồi. Địa vị của hoàng đế võ giả ở thế tục chính là như vậy, nhưng sau khi tới thế giới nhỏ này rồi, ông lại có thể bảo tôi đi lao động khổ sai. Chu Dương đương nhiên không thể nhẫn nhịn, anh vứt xẻng sang một bên, kéo tay Tạ Linh Ngọc, đuổi theo bóng lưng của người đàn ông trung niên. Chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Cứ cho là trong thế giới nhỏ này, hoàng đế võ giả chính là công cụ lao động đi, vậy cớ sao anh lại phải làm việc cho ông ta cơ chứ? Tiền lương ông chả có cao không? Cho dù là ở thế tục thì công nhân xếp gạch cũng có quyền được chọn nơi làm việc đấy. Ông không nói câu nào, cứ thế vứt cho tôi hai cái xẻng là có ý gì? Chu Dương đuổi kịp người đàn ông trung niên kia, anh lập tức chất vấn ông ta. Chê y mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Hoàng đế võ giả các người mới tới thế giới nhỏ này đúng là phiền phức mà, người đàn ông trung niên nói, mấy người bớt nói vài câu thì chết à. Hoàng đế võ giả nào mới tới cũng mấy vấn đề không đâu, đúng là phiền muốn chết. Hỏi được thì sao chứ, còn không phải vẫn ngoan ngoãn đi làm việc hay sao? Nghe đây, cậu sẽ không nhận được đồng lương nào hết. Hơn nữa, cậu chỉ có thể ở đây làm việc.
bởi vì cậu đi vào thế giới nhỏ từ khu vực này, cho nên cậu cũng chính là nô lệ của chủ nhân nơi này. Nguyên tắc của thế giới nhỏ thật sự vô cùng đơn giản. Mảnh đất này mặc dù được gọi là thế giới nhỏ nhưng bên trong nó lại không hề nhỏ chút nào, thậm chí nó còn to gấp mấy lần trái đất. Bởi vì đây chính là không gian mà vô số các tiên sư đã liên thủ, cùng nhau tạo ra. Mỗi một tiên sư chính là chủ nhân của không gian mà họ tạo ra. Vậy nên về việc hoàng đế võ giả có thể đi vào nơi này mà nói, anh tới từ không gian nào thì anh chính là nô lệ của chủ nhân không gian đó. Anh không có quyền lựa chọn. Thứ gọi là tiền lương cũng không có. Dù sao thì hoàng đế võ giả cũng có thể không ăn cơm trong thời gian dài. Ở trong thế giới nhỏ này vô cùng có lợi với người tu luyện, nói một cách tương đối thì người tu luyện trong thế giới nhỏ này muốn phá vỡ được cảnh giới của tiên sư dễ dàng hơn khi ở thế tục rất nhiều. Cũng có nghĩa rằng, bây giờ cậu không có bất cứ quyền lên tiếng nào, ngoan ngoãn làm việc là được. Nhưng nếu như có một ngày cậu đạt đến cảnh giới tiên sư thì có thể tự mình mở ra không gian mới. Cậu cũng có được không gian của riêng mình, như vậy sẽ không cần làm nô lệ của người khác nữa. Người đàn ông trung niên nói, bây giờ cậu còn vấn đề gì khác nữa không? Chu Dương trầm mặc một hồi, anh cảm thấy lời người đàn ông trung niên này nói cũng có lý. Bây giờ Chu Dương đã không còn là nhân vật hô mưa gọi gió nữa. Anh đã tiếp xúc với xã hội thượng lưu, ắt sẽ hiểu nên dùng ánh mắt của giới thượng lưu để xem xét tình hình hiện giờ. Tiên sư mở ra không gian mới, còn hoàng đế võ giả không có năng lực tạo ra không gian. Như vậy muốn tu luyện trong thế giới nhỏ này chỉ có thể làm việc cho tiên sư mà thôi. Dùng sự chăm chỉ và sức lực để đối lấy quyền lợi tu hành trong không gian này. Miễn cưỡng được xem là đổi lên đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng Chu Dương không phải tới đây để tu hành. Anh tới đây là để tìm người. Tôi không phải người tu hành, vậy nên tôi cũng sẽ không cần làm việc ở đây. Liệu có khả năng này hay không? Chu Dương hỏi. Chương 1100, vị tiên sư đầu tiên. Theo hiểu biết của Chu Dương, sở dĩ tiên sư muốn hoàng đế võ giả làm việc cho mình là để hoàng đế võ giả tu hành trong không gian đó, sử dụng tài nguyên của họ. Bởi vì khắp không gian đều do tiên sư tự mình khai phá. Nhưng nếu Chu Dương không tu hành thì sao? Vậy cũng được, tôi không quan tâm đến tiền lương của ông, nên tôi không làm. Nhưng người đàn ông trung niên lắc đầu, tôi nói cho cậu nghe này nhóc, rốt cuộc là cậu ngây thơ, hay là uống nhầm thuốc? Cậu nói không tu hành là cậu không tu hành, tiên sư người ta sao mà tin cậu được. Cậu rời công trường này lẻn đến một chỗ luyện công, tiên sư có thể tìm cậu ở đâu. Chắc chắn tôi không tu hành, nói gì thì tôi cũng là một hoàng đế võ giả, nói được làm được, Chu Dương nói theo thói quen. Lời hứa của hoàng đế võ giả đáng giá ngàn vàng. Nếu anh hứa không tu hành, thì anh thực sự sẽ không sử dụng chân khí luyện tập ở đây, và không ai nghi ngờ điều này mới phải. Cậu có thể thôi đi không? Trong thế giới nhỏ này, hoàng đế võ giả là cặn bã ở tầng thấp nhất, người đàn ông trung niên nói, lời cam kết của cậu hay tôi đều chẳng đáng giá một đồng. Nói thế nào nhỉ, việc tiên sư không tin tưởng chúng ta không có gì lạ. Ở hạ giới, lời hứa của hoàng đế võ giả đáng giá ngàn vàng, nghiêm ngặt tuân thủ cam kết, điều này ai cũng biết. Dù sao tôi cũng là một hoàng đế võ giả, tôi hiểu điều cậu nói. Nhưng đó là vì lúc ở hạ giới. Chúng ta khí thế cao ngạo, đồng thời cũng có chút tự tôn, để giữ vững lòng tin, nên dù có ảnh hưởng đến tính mạng, chúng ta cũng tuân thủ lời hứa của mình. Đây là chuyện thường tình. Nhưng hoàng đế võ giả trong thế giới nhỏ này cũng rất hay nói dối. Hoàng đế võ giả, nói dối. Chu Dương không tin nổi. Hoàng đế võ giả là ai? Phải có trái tim hoàng đế mới được gọi là hoàng đế võ giả. Người có trái tim hoàng đế sao lại nói dối? Ngay từ đầu, Chu Dương sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để không nói dối, không vi phạm quy tắc. Anh tin, những hoàng đế võ giả kia cũng không khác anh là mấy. Vì nếu đối phương là hoàng đế võ giả, tất nhiên phải có sự cao ngạo của trái tim hoàng đế, trái tim hoàng đế. Nhưng người đàn ông trung niên lắc đầu, nhóc, do cậu ngây thơ quá. Thật sự trái tim hoàng đế bền chắc không phá được sao? Không, thứ đó giống với bản tính nhiệt huyết của người trẻ. Bản tính nhiệt huyết của người trẻ, tên thiếu niên nào chẳng kiêu hãnh, nhưng theo thời gian thay đổi, chẳng phải phần lớn con người đều bị cuộc sống bào mòn sao? Thứ hoàng đế võ giả đó cũng vậy. Thực lực của người đàn ông trung niên này cũng là một hoàng đế võ giả.
nhưng bây giờ, ông ta gọi hoàng đế võ giả là thứ. Có lẽ, ông ta đang tự giễu cợt chính mình, hoặc là giễu cợt thứ gì mà bản thân anh nghe cũng không hiểu. Nhưng với Chu Dương, lời của ông ta có tác động mạnh. Tên thiếu niên nào chẳng nhiệt huyết, ai mà không kiêu hãnh. Lúc nhỏ, Chu Dương thấy chị xinh đẹp bên nhà hàng xóm tìm được người đàn ông xấu tính như heo. Anh cũng thấy nhiều người lớn xung quanh mình có nhiều tật xấu khác nhau, sống chi li keo kiệt, chỉ vì một chút lợi ích mà cũng cãi nhau. Lúc đó, anh nghĩ khi lớn lên, dù có chết, anh cũng sẽ khác mấy người đó. Nếu không có tiền, anh sẽ độc thân. Nếu nghèo, anh sẽ ăn cơm tằn tiện. Chắc chắn anh sẽ không thành kẻ tiểu nhân tính toán xét nét, để lợi ích che mờ mắt. Đây chính là sự nhiệt huyết và kiêu hãnh của người thanh niên. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó Chu Dương thành người ở rể. Thời gian đó, vì mẹ bị bệnh, phải sống tạm ở Tạ gia, Chu Dương trở thành người đàn ông vô dụng. Bao nhiêu nhiệt huyết thời niên thiếu bị anh vứt sạch. Cho tới khi Chu gia tới tìm anh, cho anh 20 triệu tệ. Chu Dương mới tìm lại được sự tự tin và lòng kiêu hãnh của mình. Hóa ra, ở một mức độ cao, lòng kiêu hãnh là vốn liếng của những người tầng lớp xã hội thượng lưu phải không? Chu Dương nhớ lại một hiện tượng kỳ lạ. Những người vì lòng tự trọng mà không tiếc bất kỳ điều gì, hầu hết họ là những người không có gì phải lo lắng. Trong mắt mấy người đó, tự trọng là quý giá, bọn họ sẵn lòng trả giá đắt vì lòng tự trọng. Nhưng những người ở đáy xã hội, đại khái đều là dáng vẻ mưa dập gió vùi. Họ vì chút lợi ích cũng sẽ bán đứng lòng tự trọng, thậm chí bán sạch mọi thứ. Xuất hiện vấn đề rồi đây. Những người này, từ lúc sinh ra đã có sự khác biệt trong tính cách như vậy sao? Xã hội thượng lưu thì kiêu hãnh, còn những người tầng lớp thấp kém đều tự ti ư? Câu trả lời là không, mỗi người đều có thời thiếu niên, đều có lòng kiêu hãnh vững vàng. Nhưng vật đổi sao rời, bị cuộc sống mài giũa, đa số bọn họ không kiên trì nổi. Có lúc, nếu người đó không đủ sức lực, phải buông bỏ lòng tự trọng mới có thể đổi được những thứ còn quan trọng hơn mạng sống. Lâu ngày, lòng kiêu hãnh rồi cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Vì số lần họ buông bỏ quá nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Dương vô thức run nhẹ. Khá là tàn nhẫn. Nhưng đây là thực tế. Những người trước mắt, đều là hoàng đế võ giả. Chu Dương không biết họ đến từ đâu, nhưng có thể tưởng tượng, nếu bọn họ cũng đến từ giới thế tục, thì lúc ở đó, hẳn bọn họ cũng rất kiêu hãnh. Nhưng bây giờ ở đây, bọn họ đâu còn ánh hào quang như vậy. Ai nấy đều như cái xác biết đi, không còn chút sức sống. Chu Dương không chấp nhận nổi kết cục này. Tôi không đồng ý, Chu Dương thẳng thắn, nếu ở đây lâu, tôi cũng chết lặng như bọn họ. Nên bây giờ, tôi muốn ngăn chặn điều này xảy ra. Ngay từ đầu, tôi tuyệt đối không nhượng bộ. Nếu tôi muốn trốn khỏi công trường này, ông có ngăn tôi không, hay tiên sư đó sẽ tự mình ra tay, Chu Dương hỏi. Anh đã thăm dò quy tắc ở thế giới này, nhưng bây giờ, anh sẽ không tuân thủ theo. Vậy thì vấn đề là ở đây, ông chú kia nói Chu Dương không thể thoát khỏi công trường này. Vì tiên sư không cho phép. Nếu như anh muốn xông lên, thì đám hoàng đế võ giả sẽ ngăn anh, hay tiên sư đích thân làm chuyện đó. Ông chú thở dài, im lặng đặt dụng cụ xuống. Hà cớ cậu phải nói vậy, đằng nào cậu cũng không chạy thoát được. Tạm thời sẽ do tôi ra tay, nếu cậu đánh bại tôi, thì tiên sư mới ra mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.